Gì? Hôm nay chú đọc yên tâm đi. Nhưng mà chú đang tìm cái map kia, chú đang không nhớ đấy là map gì. Hình như cái map đấy là giống kiểu map map Việt Nam ấy, chú quên mất tên rồi, tí chú tìm lại. Để chú tìm lại xem map đấy là gì. Không, map chuột, không không phải map chuột, map chuột chơi rồi. Những cái map chơi rồi thôi, mình chơi làm gì nữa. Map này là map, để chú xem lại. Đây, sang Facebook với mấy đứa nhá, chú xin phép đây, đứa nào qua Facebook đây. Đứa nào thích nói chuyện thì vào Discord thôi. Rồi, để xem nào. Cháu có đó, có cái gì? Thôi mấy đứa, chú qua 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 Facebook đây nhá. Chú xin phép tắt nhá. Xin phép tắt nhá. Mắc đó đó là cái mẹ gì? Mắc gì vậy? Treo thêm ra nên như là lâu. Cái này đôi lắm. Hello, hello Diễm nhá, có nghe gì không nhỉ? 9:30 chơi, anh chơi cái gì? Chơi gì đấy? Chơi gì? Khôi khôi khôi. À, nhớ. Ủa, khu phố văn hóa nè, Bobby, khu phố văn hóa nè. Ờ, cái bản này quen thuộc không các bạn thấy hẻm này quen thuộc không? Ủa vậy cây giá cây quận 3 mà sao ra có Điện Biên Phủ? À đúng rồi, quận 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 đúng quận 3 có rồi, Điện Điện Biên Phủ. Phủ quận 3 mà, Quên quên nói quên dài quên mà. quên quên. Vậy cái hẻm này tính ra còn quen lắm nhưng mà nè. chơi chơi cái gì? Bây giờ anh cứ nói chuyện đã xong rồi chơi xong. Nhưng mà anh đang tính chơi rô lóc, chơi map kinh dị. Hello chú. Chú có biết cần ai không? Gì đấy Thanh Hà? Từ 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 chú chưa 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 đa anh nghe. Ok. Là phải để anh nghe sao. Đi chơi vào đi Đó, ai video. yeah. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nói lại, nói lại. Hello Bạch Linh nhá. Rồi. Không, ổn, ổn, ổn. Chú có thể điều khiển được mà. Chú có thể điều khiển, thậm chí hơi bé. Ơn nhá, cảm ơn mọi người. Tí chắc tí chú phải chơi game sớm rồi không tâm sự được nhiều rồi. Chơi game chắc là lúc 9:30 tại vì có hẹn, bạn hẹn mà. Không sao đâu, có gì. Nếu mà đêm mà à thôi mà đêm mấy giờ chú sợ ngủ, nếu mà chẳng hạn con nó phòng riêng ấy thì không sao. Còn phòng mà ở cùng với người nhà thì đôi lúc nó không 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 ấy được nhỉ. Không. À, thế à? Mẹ ghê vậy. Cảm ơn các bạn nhé. Mình đang định đổi sao này. Hello Quỳnh nha, hello Châu nha. Tối qua chờ like buồn ngủ bỏ mẹ. Chú bắt được chờ đâu Linh ơi. Chú bảo chú không like được mà.
chú ở chú muộn rồi chú không like được, chú phải bận ở bên công việc nữa, thế nên là xong rồi chú phải Linh chú ơi, 3 giờ sáng này còn đứng đi Bạc Liêu này, đi Bạc Liêu từ 3 giờ sáng. Nay chơi gì chú? Chú chơi Roblox nhé. Mình quên sếp boy. Thì chú đã bảo rồi, hôm nay chú hôm qua chú bận, chú phải đi họp chứ không phải đi đi làm việc ấy, không phải chú chơi bình thường đâu, có phải chú chơi gì đâu. Hay là có phải có đứa nó bảo là chú đi tán gái, ủa là trời, chú còn phải chơi với đứa nhiều, làm sao mà chú đi tán gái được, đúng không? Mấy đứa công nhận không? Sao chú phải chơi còn còn thời gian chơi kinh dị hay gì chú? Nó hơi 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 kinh dị xíu, đấu game bình thường mà không kinh dị đâu, quên. Chú có bảo bận thì chú bảo chú like bên TikTok có khuya like, nhưng mà thứ nhất nhá, cái giờ đấy là cái giờ á, cái giờ đấy thực rất là cái giờ nó khuya quá rồi, nó không thích hợp cho việc chơi game, nên là chú tính sẽ like ở bên TikTok để cho nó kiểu xong rồi chú ngồi tâm sự thì nó vui hơn, nó hay hơn. Hello Quốc Anh nhá, chú phá đảo map, chơi thấy map khác, chú định chơi map tên là, chú định chơi map tên là cái gì nhỉ? Paranoia đấy, cái map này là có cả cái một như cả một cái hẻm cụt của Sài Gòn ấy. Thì cháu có buồn về chuyện chú đâu, chuyện khác anh bạn à. Thế à, thì rất chuẩn mới buồn ngủ, mới ở buồn ngủ mà. Chú chào con đi. Chào Quốc Anh F1 nhá, thực ra chú cũng là F1, chú cũng tiếp xúc với F0 mà, chú tiếp xúc với F0. Ở trên xưởng chú một dãy F0, ôi sợ vãi, thề sợ họ lắm ý, dãy F0 phải 3 4 người, người ta thì nghỉ hết rồi, một người thì là vợ, một người thì là chồng, một người thì là mẹ 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 chồng hay sao. Minh Quyên sad boy vì cờ rắt. Trời ơi, cờ rắt cờ rung là đi chứ đâu được. Hello chú, chỉ con chơi Roblox thứ các, để mà chú chỉ nhá. Để xíu chú chỉ đi, để con có thể lên mạng xem ý, lên mạng xem nhiều cái video của người ta mà. Map Roblox có nhiều thể loại chơi lắm nên chú không thể chỉ hết được. Con cho cái không mượn điện thoại rồi bắt tay chào hỏi thăm nữa, thế chết con rồi. Thế là con nói chung là nguy cơ đối với con là cao thôi chứ không phải là như chú cũng thế đây, là chú cũng khoác vai cái chị F0, chị ốm hôm mấy hôm sau là chị ốm, thế là ra bệnh viện liền. Con tớ làm nhân hậu. Trời ơi, thế thế chú chúc con F1 giảm xuống F0 nhá. Chú chúc con, chúc con từ F1 giảm xuống xem lười lắm chú, thế xem chú thì không lười. Thôi chú thì thôi được rồi, chú vẫn cảm ơn Jack là đã cho chú cái nick Free Fire, thực ra chú còn chưa đăng nhập luôn. Cho chú, nhưng mà chú còn chưa đăng nhập, chưa chơi luôn, tại vì cũng hơi ngại đăng nhập game. Nay đi test lại thì ông kia test đã vãi thọt ra một cái mượt màn, lại còn cái gì nắm đầu của Thanh Hà. Ủa chú nói thật, trước cũng có một bạn nói với chú điều này rồi, đó là anh ơi nắm đầu em đi anh, nhưng chú không hiểu cái nắm đầu ấy là gì. Thì thế rồi mày hành hạ thân xác mày hay gì mà tao quăng 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 giống như kiểu quăng sợi dây sừng vậy á, dây 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 thừng á. Mì đinh hả? Ăn vào vào đấy là không phải lo gì hết, không phải lo cơm ăn áo mặc. Mỗi tội là không được live stream thôi, nếu mà chọn vào trong đấy mà tao được mang cả bộ bộ máy tính rồi điện thoại đó, tao vào tao live stream thì là tao cũng vào luôn đấy. Thế có vào, thế có được vào cùng Thanh Hà không? Thực ra quan trọng là vào đấy là có Thanh Hà chứ còn không phải là, đúng không? Đúng không? quan trọng là vào đấy có được gặp Thanh Hà nữa không? Thế thôi. Không, ông Hoàng phai phai chứ thể ông chủ hết chọn. Sẽ bắn bắn lúc nào cũng đỏ con ạ. Bắn đỏ nhưng mà xong chú vẫn chết đầu tiên. Quan hoa âm rồi nên mốt lên lớp nghe mấy đứa kia bị chửi xui là thứ hai. Con hoa nó âm rồi à? Thế cũng hên cho nó, hồi trưa
có thằng chích cơ lò đăng nhập vào á chú, con đổi mật khẩu rồi để con gửi lại cho. Ừ con cứ thôi, quan trọng gì cái nick đấy, nên là có gì bao giờ chú sẽ thay đổi cái thông tin của cái nick để sau nhá nhá. Trời ơi chắc là nếu mà mai mà chủ nhật mà rảnh rảnh chắc là mình cũng sẽ bắn phai phai đấy, hy vọng vậy, mai bắn phai cho nó đổi không khí đi, hiểu không? Chơi mãi một game mình cảm giác không thích, mà streamer bây giờ họ tuyển người thật sự luôn, họ tuyển người toàn gọi là này nhỉ, chơi một nguyên một game xong họ kiếm fame từ cái game đấy, xong họ tức là họ sẽ diễn những cái clip các thứ, diễn clip cả lủng các kiểu về về cái game đấy, mà toàn diễn theo kiểu khinh thường đối thủ và cái kết ấy, kiểu thế, mà đâu có phải là họ chơi đâu, tim tất. Chú ơi chú chúa phai phai nên nhường người ta kêu đúng rồi. Ôi trời trời quốc anh nào hiểu chú vãi trưởng vừa cao ở đâu, ở với con đó ôi chú thật là hiền lành. Ôi chú hiền lành thánh thiện mà, trời hiền lành thánh thiện thấy mẹ luôn, bữa cháu test người ta chọc vào chưa đủ sâu ấy rút ra đâm vào dùng mẹ heo này, tùy người nhé, sẽ có những người này sẽ có những cái bác sĩ như thế này, như kiểu chú test ở một cái ông con trai nha, anh này tầm sinh năm tầm 90 thôi, 30 tuổi 32 tuổi gì đấy, mà người ta ngoáy rất là nhẹ nhàng, người ta cho vào người ta để một cái que thử đấy, cái que chọc đấy nó rơi rất là từ từ, xong người ta ngoáy ngoáy nhẹ nhàng ve ve các kiểu ấy. Đấy, thì để sâu vào trong mũi này này, sâu vào trong cái ở mũi này để lấy cái dịch ra. Thề luôn mình cảm giác tay này giống như kiểu là một kiểu vị thiên thần giáng trần xuống ấy. Rất là nhẹ nhàng và tình cảm các kiểu. Em mà là con gái là yêu em yêu anh chết mẹ luôn. Còn vào trong đấy là nơi test của người ta, vẫn miễn phí, không phải là mất phí, vẫn miễn phí. Xong rồi vào trong chỗ nói chung là bệnh viện, vào trong bệnh viện, cái này là vào trong bệnh viện. Nói chung là nó cơ sở vật chất y tế các kiểu cơ. Đấy, thì có cái bà này cho thể nó tiếp nhìn mặt thì xinh, không ra cao lắm bằng chú, nhưng mà ngoáy và người ta chọt vào này, xong rồi nó này nó quay như kiểu quay công nông ấy, bỏ mẹ mũi mày, trời ơi cái mũi của tao là lỗ mũi nó chỉ bé tí teo này thôi, chứ không phải là cái lỗ nít đâu mà mày ngoáy như kiểu mẹ mày, mày chọc cả cái ngón tay rồi kinh chết đi được. Nó khuấy như kiểu nó chọc vào xong nó khuấy chặt hứa kinh chết đi được, con tét như cơm bữa ai chết tiệt. À, thế à, chết rồi, đuổi 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 đuổi. Không bé ơi. Thì con trai mà người ta phải cứng rắn, người ta phải mặt dày một tí thì sao đâu. Hello Quỳnh Hoa nhá, đăng xuất khỏi server thế giới, đăng nhập lại. Thì bây giờ nói một câu như này. Là nếu mà nhắn tin nhiều quá đúng không? Hãy bảo nó rằng là bây giờ như này. Mày bớt nhắn tin lại đi, mày mà còn dai thêm một lần nữa, mày nhây thêm một lần nữa thì tao xin thề với mày là bạn bè cũng chẳng còn luôn đấy, nó nín liền. Bây giờ con phải hiểu, bây giờ con phải hiểu là cái tâm lý của thằng con trai nó là thường nó sẽ người yêu cũ muốn quay lại, nếu mà muốn quay lại họ sẽ muốn có một cái cơ hội nhỏ nào đấy, không cần không cần phải to. Không, mày quay lại là mày ngu rồi. Thì đấy những cái chat boy chat bủng thế rất là thật sự luôn, những cái chat boy chat bủng rất là ảnh hưởng đến tình cảm của người khác cực kỳ luôn, biết đấy, tán xong mới bỏ người ta đi trong khi người ta tình yêu dâng trào ngực rực lửa các kiểu lên, mà đến cái lúc mà như thế thì lại lại bỏ đi, thế có ngửi được không? Thế 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 cái tính cách của chúng nó có chua như kiểu nhách của chú không? Hả? Không á, thế là chua hơn đúng không? Nay con đi test lại có đứa con trai yếu đuối mới bảo tròn mà nó khóc luôn. Thực ra tuổi tuổi còn nhỏ mà, chú ơi đạt không yêu con, đạt không cho con bắp rú. Thế
Thế thế mày muốn nó để cho mày bóp cái gì nữa? Ủa, chúng mày còn tuổi thì chúng mày nhận đi. Làm sao mà chú cũng không thích cái điều đấy đâu. Chú nhớ là có, chú không biết là cái tật xấu của con gái như thế nào, nhưng mà cái đợt mà chú đi 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 tức là chở người yêu về quê, nó ngồi đằng sau là nói chung chú cũng mặc quần áo giống kiểu thế này thôi, tại vì đợt đấy là mùa hè rất là kiểu ấy đâu, cộng cộng thêm cái áo kiểu áo gió ấy, áo khoác gió ấy, nó mỏng mỏng bên làm biết ông nó ngồi đằng sau, nó thọc tay lên và nó về về mẹ kiếp, mình không cản nổi, mình không cản được, biết đi dạo tay tay bố mày đang tay mình đang kiểu lái xe tèn tèn ơi. Chú chỉ thấy con trai bóp của nhau thôi, hồi xưa là mình thế toàn con trai bóp nhau không à. Hát xì là đứa nào nhớ con rồi? Hát xì một lần thì là còn có hát xì một lần thì có thể là giống như kiểu là theo kiểu 4 lần rồi. Ừ, thì ý là nếu mà hát xì một lần thì có thể là cảm cúm nhẹ bình thường, hát xì 2 lần là có bạn nhớ, nhắc xì 3 lần là có bạn kiểu nhắc đến tên. Ôi sắc hát xì đến 4 lần là có thằng nó sắt xì đến 4 lần nhá, mày phải biết là có thằng nó đang chửi mày đấy. Đừng có đùa ở đấy mà mày 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 tưởng bở à. Bóp thử mà chú không có bóp thử gì hết trời. Gì tin gì? Sao mày em mày nhắn lại à? Sao mày không nhớ con crush của mày đi? Mày ôm hôn nó tiếp đi. Nó thứ hai đi học á? Ờ thôi cố gắng đi học đi, không cô giáo nó lại bảo mày là nghỉ không lý do. Ờ F13 lần thì mày cũng bất tử với lại Covid rồi đấy. Mày bất tử với Covid rồi đấy. Hát xì 4 lần là lên phường cách ly nha chú. Này mấy đứa hy vọng mấy đứa về sau đừng có thật luôn, trong cái lúc đang đi xe máy đừng có mò tay vào cái gì của người yêu cả. Chú khuyên mẹ, người ta đang đi xe người ta không thể bỏ tay ra được rồi, tay cứ vê 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 mẹ kiếp. Trời ơi, muốn cho người ngoài người ta nhìn thấy hay gì? Ôi ôi. Nếu mà chẳng hạn lớn hẳn đi. Bây giờ lớn hẳn đi, 20 22 tuổi đi. Chúng mình gọi là thế nào nhỉ? Thì chúng mình rủ hẳn đi ra chỗ nào kín đáo cũng được. Ừ. Rồi làm gì nhau cũng được, ở trên bờ đê hôn nhau cũng được. Chứ bây giờ tự nhiên ở trên đường thanh thiên bạch nhật. Có thể là do chúng mày đang muốn kiểu có một cái gì sĩ diện. Chó nào hả? Đây đây càng ngày càng thấy chú bể bóng. Trời ơi, chú mày là LGBT, chú đã nói rồi, chú là bisexual. Chú tao mới đi. Nói chung là để mà nói á, những cái lúc mà thường á, nếu mà để nói đến cái lúc này là lúc live livestream đang nói chuyện với các mấy đứa, chú muốn có một cái gì không gian nó vui vẻ gì đấy. Còn nếu mà chẳng hạn không gian về đêm, không gian lúc mà tầm 11 12 giờ tâm sự ở bên TikTok chẳng hạn, thì chú chắc chắn sẽ sang bên đấy, chú sẽ nói chuyện trầm hơn, rồi là chú sẽ là mình là mẩy. Tao lắc đít được chưa? Rồi tao sâu lông nách. Trời ơi, vui lắm á. Sẽ gầy với thằng Minh bây giờ. Khung giờ trổ bóng ấy, mình điên ở giờ này chắc là tao không ngờ tao trổ bóng luôn nhé.
Thì đúng đó, vui vẻ lắm hử. Mọi người chưa nhấn, nên nhấn like thì nhấn like của mình với nhá. Nhảy vai Vina Hậu đi chú. Không, chú hát bài con thèn lèn con đi chú, rồi bật nhạc quẩy quẩy chú. Thôi chú hát, bây giờ chú sẽ có một show như này. Chú sẽ hát bài Sóng Gió. Chú sẽ hát bài Sóng Gió. Nhưng mà không, nhưng mà đây là nhưng mà chú sẽ đổi tất cả các chữ cái đầu thành chữ L. Để chú phải bật. Để chú sẽ bật cái gì nhỉ? Sóng Gió đó, để bây giờ chú tìm lời. Được, nào. Đây chú hát, chỉ chú hát đoạn điệp khúc thôi nhá. Chú hát đoạn điệp khúc này. Nếu mà mấy đứa cấm được cái màn hình lại đang TikTok không được, không được nha, tại vì cái này chú chỉ cho chúng mày xem thôi. Vớ vẩn. Chú hát bài Em Ngồi Đây mà không. Ôi mở mắt xem quá. Ôi chú không để ý đâu. Chú chỉ thấy mấy đứa vào là chú cảm ơn là vui à. Nào bây giờ chú sẽ hát nhá. Không mẹ ơi. Được rồi, để chú hát này. Đoạn kiếp khúc đúng không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư về đúng không? Lời lan lanh lang lăm lang lư lề, lang lai lề lung lối. Lười lang lia lắng lưng lỡ lao lọ lầm đồi. Lột lai lem lỡ lấp lã lên lời lấy lối. Lìn lìn lề lành lười lăng liến lem le lói. Rồi lấy luôn lỡ lao lai lâu lá loàng lồi. Lặng lìn lòng nước lon lông lút lồi lồi. Lại lột lần lầy lỡ lem lơi lỡ lại lì lạn đùng lơn lâu loại lìa lì lá lâu lô. Giờ hết. Ok hết hết điệp khúc nha, hết nha. Trời ơi cái bài bài nó mất dạy thiệt luôn á. Ta cũng không nghĩ ra cái bài này nó có chữ lòn với chữ lìn luôn. Lù lá lứt lách. Lình la lên. Ơi ơi. Đấy, không có, không có. Lỉnh lá lấy là nơi. Không. Chả, bây giờ đổi sang bài à. Hồi nãy giờ 5 giờ nhá. Thế mình chết rồi, lên phường rồi con ạ. Lên phường rồi. Lên phường đi, đi test Covid đi. Thực ra, không, chiều ấy. Thực ra, chú cũng bị xoang. Từ nhỏ chú ấy bị xoang rồi. Tại vì đợt đấy là chú bị rơi xuống kiểu cái bể nước ấy. Thế là nước nó ngấm ở mũi ấy. Từ đấy sông thì không đến nỗi nhưng mà kiểu cái bể nước thôi, thế là nước ngấm vào mũi, từ đấy là bị xoang xoang từ bé. Rồi hát gì nữa mày, mày điên hả? Rồi hát bài thôi, lết lẹ lời nữa lên lồ. Cái gì chú chơi đồ á, chết mẹ chú mới chơi đồ. Nó ghi là lết lẹ lồi lù lưới lên lồ. Làm cái gì đấy? Cái gì thì cái gì hả? Chú đang mải nói chuyện mà đang nói comment mà các bạn comment quá trời. Thế nếu mà rảnh thì đọc comment luôn hộ chú đi. Không phải cái, chị Google, kể cả chị Google thì chị Google đọc xong rồi chú vẫn phải trả lời chứ. Đúng rồi. Chắc là con nghiệp quật rồi, làm nghiệp quật đi, làm bớt đi. Đừng có đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể nào cản bước được Dr. Dom Gaming. Cái gì? Đúng rồi. Cái gì? Không. Lú lên là lang lưới lên lên lục ra lên đấy. Cái gì vậy? Mình quên này, nói mấy gì cơ ấy, chú đéo biết. Chú cũng đéo biết. Dolphin này nói gọi. À mà tí chú chơi game. Hello Linh nhá. À bây giờ bây giờ à chơi đá nên hơi khùng à. Dạo này chị Google không vui mấy cái nền like khác nữa. Chú ấy đổi nền like liên tục cơ mà. Hello Linh nhá.
Ôi cái gì hả? Vừa bảo gì? Hát xì một lần nữa là 6. Ôi 6 là lộc ấy. Hát xì đi. Rồi nếu mà hát xì lên 7 lần ấy thì cố hát gắng hát xì lên phát 8. Lộc phát. Ôi tuyệt vời. Cái ghế đằng sau có ai cái đằng sau có ai ngồi kêu lắm, chỉ có con đấy thôi, có con dolphin thôi. Thôi. Con dolphin thôi, các bạn đừng. Rồi thiệt hả? Nó đang trồng đít hả, đúng không? Không hả? Đang mặc áo trắng hả? Xõa tóc hả? Hello Linh nhá. Chứa lười lên. Gì đấy? Ai nói lờ hết vậy? Nào lú lời lên lâu la li lời lên. Gì? Cái gì? Hello Long Mây Thiên nhá. Chú lười lên lông lát đi lè linh lè lè lung linh à, cái gì đấy? Thôi vậy chú mày hát bài khác đi chứ, chứ bọn mày đừng có lờ nữa. Bây giờ chú hát bài nàng thơ. Ồ, từ từ tao phải tìm lời đã, tao phải tìm lời. Hello các bạn nhá, tao phải tìm lời á. Hello. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn ok. Đúng rồi, được rồi. Lem lùng là lăng lơ. Lanh lũng lông lòn là lạc lý lông lơ. Linh lay lẽ lư lo. Lại liễu lên lim là lũng lết lăn. Liêng liêu lại lòng lanh lơ lan lỡ. Lôi lũng lành lếp liêng lưng lại làng lộ hồn nhiên là lết lo lem hồn nhiên hồn nhiên what the fuck, tao không được nói láo luôn đấy, tao mà nói là chết mẹ rồi á. Rồi rồi, tao nhận fail, tao còn hơn là tao bị mẹ mày, nó bị gọi là nào nhỉ? Bị hát bậy ấy. Rồi chúng mày quay clip người ta bóc phốt ra thì sao? Ôi đồ phim bay á. Nào không có. Thế mà trời ơi tôi cái thề luôn, cái chữ còn mấy chữ nhìn là tao đã phải đứng lại rồi. Mà đây lại còn hẳn chữ hồn nhiên nữa. Hả? Công nhận đấy, công nhận đấy. 10 đứa thì đến 11 đứa nhìn được âm dương. Ơi cái gì nào? Hả cái gì? Thôi, tao sợ chúng mày tí. Nào, tí nữa tao chơi game ma đấy, bây giờ chúng mày dọa tao chết 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 mẹ luôn. Chắc 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 sao phải tắt 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 game, chắc tắt đèn đi cho đỡ sợ ma mất thôi. Tao định tắt thật này. 11 mắt kìa. Hello mọi người, nếu mọi người à những ai mà chưa thả like thì các bạn đừng có thả. Chỉ chờ ngắn chạy vào. Cái gì? Chị áo trắng chạy vào WC chờ chú kia. Ôi trời ơi, em ơi, anh đi với em nè. Tại vì tắt tắt điện thôi. Hello các bạn. Sắp cháy nhà kìa. Cười cái chụp hình cho. Hả? Tối luôn hả? Tối luôn thì mày nhìn thấy tao hả? Thôi. Ôi thật hả? Đứa nào có chụp lại được cái ảnh mà kiểu cái bạn đấy đang đang đang
đang vẫy chào chú không, đang mời gọi chú không, anh ơi 50.000 bao phòng anh ơi. Ghế có đâu, chú khoe giang đi chú. Nào bây giờ, bây giờ ta sẽ không để cho đứa nào ngồi về đấy nữa. Ta sẽ làm thế nào để bây giờ mà chẳng hạn nữa. Bây giờ mà nhá, chúng mày nhìn thấy là thứ nhất là hộp sữa nó bị đổ, cái thứ hai là khẩu trang nó bay lên thì tao mới tin chứ. Chứ còn nếu mà không có gì, nếu mà nó chưa đổ hoặc là cái khẩu trang nó không gì thì tốt nhất là đừng nhá. Mày đi hả? Nó đi Hải Phòng rồi. Kìa kìa, có cô ma chẳng kìa. Không, ta không có tên, trừ khi nào cái khẩu trang nó bay lên, nó bay vào mặt con ma ơi. Ông chồng nó rất sợ. Tao chuẩn bị khóc thật đấy, ghê ghê dần đấy, mày đừng có dọa tao nữa. Nãy ghế có nhúc nhích thật mà. Ô, không nha, không nha mấy đứa này, không chú. Hôm nay chú ngủ sẽ có một chị xinh đẹp ngủ cùng với chú. Một chị thì được, đừng có một anh. Nhe hàm răng trắng sáng và trẻ bé, trắng sáng và không bị bay me. Thế mày mày đang quảng cáo à? Tao tưởng gì, tao tưởng mày đang do án rồi cuối cùng. Thôi thì chị xinh đẹp là được rồi. Ừ, tao nhận, nó đè tạo được, nó đè vào mặt tao cũng được, đè vào người âm. Trời ơi, tùy mà con. Trời ơi, da ma, để mà nói ma thì da người ta trắng lắm, da trắng lắm. Nhìn xinh xẻ hơn nhiều. Ơi, chết rồi, trời, lại đến lượt đau họng rồi. Mày có bị tức ngực không? Đau phổi không nhỉ? Thế nó nếu mà liên quan phổi phải đi khám thật đấy. Cái này chú khuyên thật, kiếm tỏi đi, giờ củ tỏi hay gì, củ tỏi để nhét vào mồm hay gì. Chú mắc cười quá ha ha, buồn cười quá. Ô, cái gì vậy? Nó lại vừa hóa học, nó lại vừa kết hợp với tạo ra mũi mới, xong lại ra biến thể F1, nó vừa sinh học nữa thế này. Cái gì vậy? Quốc Anh, mày mày thiếu đạt, mày bị thế nào hả Quốc Anh? Mày mày xác định lại giới tính nha con nhá, mày xác định lại giới tính đi. Vớ vẩn, vớ vẩn. Dở à? Ở trên giường chúng mày gọi tao thế nào cũng được. Cháu ăn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cho mỗi cái gì đấy, mày spam hả? Để mấy đồ lên cái ghế không các gì cúng. Tao cũng thật đấy, tao cũng thật luôn này. Con đang mua gì vậy? Con đang mua gì vậy? Nói thật là đôi lúc mà giống như kiểu á, mà lên xưởng của mình ấy, mà có dính hiền lành, nhang đâu á, thôi. No, giết mày rồi. Mày xem cái màn hình của ấy ấy, mày xem cái màn hình của con gì ấy vừa ấy. Kính mày bớt nha, mày sắp quần đã đập vào mặt mày nha. Thôi thôi, chơi cái ghế bay kìa, điên hả? Không, thế không bay.
trừ khi hộp sữa nó rơi thôi. Ui nào ơi, mất rồi, tí nữa tôi chơi game ma đó trời. Cái gì vậy? Đừng cử động, ghim. Đang có người đứng gần dưới con cá heo cười kêu. Hello Hoàng An nhé. Hello Hoàng An. Chớ vật. Đèn hồng chất tắt nơi kinh dị này. Điên đèn ta không có đèn hồng chất tắt. Chú ơi chị Sơn lưng chú có đang này. Tao đang đứng in nơi không ở nó đang cắn tao. Cái gì Hoàng An là ai? Để là Nguyễn Hoàng An. Hết chưa Linh, hết chưa Linh? Hết chưa? Có Hiền, Hiền. Mày đừng có mở nữa là được. Đừng có. Thôi. Mẹ nó đang dọa tao thấy mẹ đây này. Bọn nó bảo là đừng nhúc nhích. Có con ma đằng sau ở ở lưng kìa. Mẹ điên à. Tao tí thật cho cái ma đó trời. Chữ con chú đang bay kìa. Mày lại còn vẽ vào đấy nữa hoa. Cái này tao biết nha, cái này tao nhìn thấy mày đang vẽ nha. Ha, đừng tưởng tao lớn rồi, đừng đừng tưởng là mày lừa được tao nha. Có cái nhịp bật chữ đọc đấy. Chữ đọc từ đâu đấy nó bị hỏng nguồn rồi con. Chú có cái đầu bụng cái gì, cái loài đầu kìa. Chú sợ quá chú, nó loài đầu là cái, nó loài đầu á, nó loài đầu thì bảo là nó loài đầu, nó loài đầu nghe chán thật. Đừng nhúc nhích có con ma. Ê cu đứng hình mất 3 giây. Thôi, không không đùa ma mình đâu kinh bỏ. Hẹn ra thể. Lại bàn phím ma chú. Từ giờ để thôi rồi chú. Muộn rồi, bây giờ chú xin phép phải qua chơi chơi game đâu anh gấu. Ông anh gấu. Nào, cái ma này, ma này chú xem rồi, phim này chú xem rồi. Coi chừng con ma nó kết. Tao tao đố kéo nhá, tao để chân lên bàn rồi. Tao không sợ đâu nhưng mà tao vẫn phải để chân lên bàn. Con ma nó đực nè. Ở này, tao đố con ma nào nó đực thối bằng tao ấy nhá. Đêm chẳng hạn, bây giờ có đông người tao không nói. Nhưng mà chỉ cần có nào, con ma này cho biết xem phim rồi. Nếu mà chẳng hạn mà chú mày ở một mình chẳng hạn ấy, là chú mày đực kiểu gì cũng ra tiếng. Mà tao thích cái kiểu ấy. Nó phải thoải mái, lỡ đất nó phải rung rung đó, tiếng nó ra nó phải to mạnh dạn rõ ràng, nó mới là sự mạnh mẽ của một người đàn ông chứ. Lại còn nín thở lại còn đấy, là cái loại đấy là dám thúi, dám trệt, dám thúi. Dấu mèo bảo chơi game nhỉ, thế ta hơi mạnh mẽ đó. Ngủ ba mẹ sẽ gầy nè. Không, đã là chị ma thì không có sẽ gầy. Chú ơi con ma nó thèm bún cua thúi, bún riêu cua bát đấy, cái gì vậy, nó thèm cả đấy thì tao làm sao mà chiều nó được. Anh đang định chơi cái map giờ pi gì mà để xem lại của mình có để xem nào. Lạc vào con hẻm cụt bị ma ám ở Sài Gòn dơ. Có đây là cái map, đây là chú đang tìm, chả biết được bọn tức là bọn nó là vợ chú đâu á, bảo gấu mèo là có con ma sau lưng. Mấy đứa sang sang bên live bên đấy mà bảo đây nhá. Gấu mèo vào game chưa, vào Roblox chưa? Cái này là game Roblox mà. Ma ma nào.
Thôi được rồi, chơi game kia đi, có người không? Căn bản là game kia mình cũng phải cần đến ít là 4 người. Mời ông Ken vào hay là Karin gì ấy vào. Không, thế thì tìm cái đen vào trước rồi nha. Anh vào trước rồi, có mẹ đây. Mày ơi. Bật cam thì anh cũng chưa ấy được, để anh xem nào. Để anh chia sẻ. Từ từ nhá, mấy đứa để chú chia sẻ màn hình nhá. Từ từ để chú cho cái cam của bạn gấu mèo qua đã. Lại còn mình phải từ từ để chú chỉnh sửa lại cái cam cho gấu mèo. Không, bọn mày đừng dọa nữa, tao sợ đó. Trời, sợ đó. Trời ơi, một người mà phải gọi là tâm hiền lành thánh thiện đẹp trai này, chú ơi con không có bạn đâu. Ủa thằng Dích đây là thằng nào? Hết nhỏ thôi, chú tắm rửa đi, chú mặc đồ chẹt chi lên giường nằm đợi. Đẹp trai thánh thiện, chú tắm rửa đi, mặc đồ chẹt chi lên giường nằm đợi. Tao tụt quần ra, tao tao cẩn tao tao phải chuồng luôn chứ, ở đấy mà phải 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 ấy à. Thì xin giới thiệu với các bạn, từ từ chú xin phép. Chú xin giới thiệu với các bạn là cái người ở bên cạnh chú ấy, bên là Mr. Gấu Mèo nhá. Các bạn có thể qua fanpage của bạn đấy để ủng hộ hoặc gì gì đấy. Gấu Mèo khoe áo ấy. Ai chà, chà mọi người. Áo của Missy Gaming ấy, xem mét á. Thôi, chú đang bận nhá, chơi game. Đây, anh đang vào server game nhá. Ơi. Ok, vào game nhá. Vào game rồi. Nhớ nhớ nhớ. Ôi trời ơi, tao tụt hẳn, nó không có lấy lá lấy lủng gì cả. Tụt là tụt mà hở là hở, hiểu không? Ủa thế rồi lấy cái đấy để che vào thì là không ghê hả? Ô kìa, là ai vậy? Là chú người làm G-sexual à? Bi-sexual con ơi, đừng có. Ok, anh vào mát rồi, chạy theo. À, Diêm Anh này. Ông kia bisexual không? Không, con không hiểu bisexual là gì à? Cái gì vậy, đừng bói một mình. Bisexual là giống như kiểu là hai giới ấy. Ừ, hai giới yêu cả nam nữ. Kêu chú có gắn bi không? Không, tởm lắm. Chú xin phép, bây giờ chú không thể xem mét được nhá, mấy đứa thông cảm nhá. Xem mét nó ấy thời gian lắm. Bisexual là cháu yên nam nữa nữa. Ừ, chú mạnh thế đấy. Chết rồi, Diễm ơi. Có sợ không? Không, Ủa nãy chú ơi. giờ nãy giờ bà Diễm nó đâu có bị hình ma, đâu có mỗi chú bị Ôi, nhạc Việt à? Phim Việt luôn mấy. Ôi. Nào, thế bây giờ đi vào trong nào, đi vào trong kiếm nào, kiếm map nào. Ai ai vào chơi thì vào server Discord và chơi cùng nhá. Không, cùng lại chú sẽ đẩy lùi thằng kia nóng. Chú không chơi và ngồi nói chuyện được. Người nói chuyện thì hơi ấy. Để chú chia sẻ màn hình ở bên đấy luôn. À thôi, không không. Cái gì vậy? Ai ai cái gì super sai đồ vậy? Bật nhạc Tết cho đỡ sợ. Từ từ, mình chưa biết là tìm server ở đâu. Tìm 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 cái nơi, chỗ để chơi ở đâu luôn ấy. Nhạc hay. Đây chúng đi nhà đi chúng Từ từ. nhạc cái Thôi từ từ, Yên đang tìm xem là cái chỗ để chơi game ở đâu. Khổ quá. Yêu ơi, cái đúng rồi, Mạc Việt. Ủa nhạc hay chứ. Ôi này, ô đồ này. Thôi. Cái gì vậy? Yêu ơi mấy đứa này, yêu ơi. Nó tách cả đầu ra với lại người. Có một người đâu rồi? Đó. Từ từ từ, anh đang ở trên tầng. Trong lỗ đất chúa, lỗ đất rồi có cái gì?
cần răng lóc trong lỗ đít chú á. Trong lỗ đít chú cái gì ấy? Ê, nhà này kinh dị. Chú đâu rồi? Chú đang trên tầng, chú đang trên tầng. Ông kia đang kiểu vượt được tuổi chơi ấy. Không, nó lăng lắc thôi. Đây 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 đây. Đang ở trên tầng. Hai nghìn kìa. Hai nghìn. Đừng bỏ em một mình. Đừng kinh quá. Nào Hoa xuống dưới này. Ôi con Hoa ơi, nhìn cái trang phục của mày nó còn sợ hơn ở phim kinh dị ấy Hoa ơi. Tởm quá. Ui. Nghe hay không? Đây đây đây. Ông kia bị sẽ gầy. Đâu đâu chơi chỗ nào? Đây hả? À đây. Chapter 1. Ok chơi chapter 1 nhá. Từ từ 2 1 trên 2 từ từ. Chỗ nào mà đông đông người ấy nhỉ? Ba người này, thôi chết rồi. Xem chỗ nào đông người nhất thì để chơi nào. 4 người này, 1 trên 4 này. Ông kia 2 trên 4. Chết rồi, mắc 4 người rồi đó. Mắc 4 người, làm nào bây giờ? Gồm heo. Chỗ kia kìa, đây, chỗ này. Chỗ này là được 4 người. 4 người này. Bây giờ làm nào, mắc 4 người. Gồm heo vào, tất cả bây giờ 1, 2, 3, 4 người là đủ rồi này. Đi ra đây đi. Được chưa, đủ 4 người em vào nhá. Vào đây. Rồi. Nào, đừng bỏ Hoa một mình. Đừng bỏ chú đỏ một mình. Chồng ba đứa cắm mặt lên chạy, bỏ sân lại. Ơ nào, trời, đừng bỏ chú đo một mình. Ok, play, flat line này. Kiếm nhà trốn mọi người ơi, cảm lạnh đi chưa? Ôi, lại đi bộ, không có chạy luôn. Ok. Ừ, mày dí, cái này cái đái nó quần chết. Ô, đây là ma hả? Trước mặt là ma hả? Ui, nó mất thật kiểu, ôi. Mai hàng cuối hả? Mai màu hồng kìa. Ờ, ma màu hồng thì nó lại mạnh mẽ quá. Like chú mà bà. Dolphin bảo vệ chú, đúng rồi, Dolphin đâu bảo vệ chú. Cái gì, mày đâu có nhìn thấy không? Nhà thuốc Tây này, thấy chưa? Map đúng chất Việt Nam luôn. Lúc mà chú thấy ma, Dolphin nó ngủm trước. Thì lúc đấy chắc là tao ngoạm đầu cái con Dolphin rồi luôn. Cái gì? Công trình đang thi công. Alo là có tiền. Mình alo. Nhanh. Có tiền. Nhanh. Ừ, nó bắt giả lãi con ạ. Bắt giả lãi đấy. Đúng luôn. Ông kia không like hả? Có, ông kia có like. Gì chứ mình gọi xong là mình kêu trên mà anh. Ui, lấy cái Việt Nam kìa. Đâu. Ở trên. Ờ thế hả? Ai giời. Đây, cái tên nó là hẻm gì không? Cái này chắc là cổng chợ ấy. Kiểu cái này chắc map xóm map gì ấy đúng không? À đây cái gì mà khu văn hóa này, khu phố văn hóa này. Ghê vậy, đi thẳng. Trời đất. Ghê quá. Nghe rùng rợn quá. Nào Hoa mày soi cái gì ở đấy? Ui, cái gì? Nào. Chó. Kinh quá, thì nhà con đi. Ôi chó. Nào. Thôi mày đừng có đập đầu vào tường nữa, mẹ mày. Alo là có tiền. Eo bắt đầu rén này đấy. Lớn đi trước anh. Ôi. Tiếng nhạc. Xe đạp này. Áo trắng em đến chưa? À nhầm, phải xe đạp chứ. Ôi thần trùng này. Ô thần trùng. Đúng em thần trùng luôn. Ý là thần trùng luôn. Vãi. Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen. Thôi không có gì. Ở đây cho không nghe. Chào Nhung Vinh kìa. Gần nhà con nè. Ờ thế á. Phải để 2 kem, trời ơi, mệt lắm. Ơ từ từ nào, loạn xì ngẫu hết rồi. Rồi. Vô cái chuyện hả? Khéo thế, từ từ, bình tĩnh. Rồi, chapter 1 đây này, đây mới là chapter 1 này.
Ui, nãy giờ mới nhát thôi. Ủa, nãy giờ mới nhát rồi đó hả? Ủa. Thật hả? Nãy giờ mới nhát. Mà. Nào, bây giờ bật đèn tiếp hả? Một flashlight này, bật đèn tiếp này. Đi ui, ui, ui. Anh thấy lò hài không? Ồ, có. Ui có, rồi, xõa tóc dài lên đi rồi. À, cảm ơn vô mình nha. Chị. Zip break where I am looking. Em biết bài này. Bài tư bán chú chiên. Ồ, thế á. Cho xin xuất coi. Bữa bà bán mắc quá, bị thằng nào bom hàng nữa rồi bà cay cú á, bà tự tử. Nó vừa trước mặt chú. Nó rồi mày vừa trước mặt tao. Rồi nó, rồi Sao? nó, rồi nó. Ủa mà sao mình lên đây? Sao giống thằng trùng vậy? Đang giống thằng trùng vãi. Ngọc Diệu Linh, chung cư này con đi đi. Sợ được sợ. Chung cư này con biết á. Đâu, 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 đâu. Nhà Nhìn đâu. 399. Khóa cửa hết rồi. Đằng này có gì không? Ô, chặn sao rồi. Chặn rồi. Ơ, vẫn đi qua được này. I need to find a crowbar bar to open this door. Tìm cái một cậy cậy cậy. Cái cậy sắt. Xe bên. Cái cậy sắt. Đi xuống dưới nè. Chắc là chú xe bên dưới rồi. Chắc vậy đâu. Xuống. Dạ đóng việc. Em bị đơ rồi. Đồ phi. Bỏ sớm. Thôi. Game này giống game gì? Game này giống game thần trùng. Đợt trước chứ game thần trùng rồi ấy. Lâu lâu rồi. Ồ, thần trùng. Hay hơn chơi hay thực sự. Em nghe người với cổ sao nó cứ đứng chú ngắm đúng không? Không, chú không ngắm ai hết. Thôi. Anh nói nha, em xuống nha. Để anh trên này nhá. Trên này tìm xem mấy đứa cứ nhìn xem là có không. Bỏ em một mình. Bỏ mèo một mình. Không có gì. Đến xem tìm cờ lao ba ở đâu. Đừng bỏ em một mình. Đúng câu đó thôi. Tại vì bài có đúng câu đó à. Cháu ở trong đây chú đi tìm đi. Được rồi, ta sẽ tìm ở nhà mình nhá, quên nhá. Sẽ biết không? Không có trong này rồi. Đường tự nhiên nó bay ra hủ. Hỏng mẹ rồi. Hình nhà nào sang nhất là không phải nhà cháu đâu. Thế à? Cái này nó bị kìa anh, cũng mẹ kìa anh. Đâu 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 đâu. Nè, cái mặt này. Đâu, sao mặt em này. 386, 385. Đây kiểu ngõ cụt ấy nhỉ. Nó đây là hẻm cụt mà. Đây. Ui, gì đây? Nào. Quay. Nào nó nổ. Ui, cái nước quá, chữa nổ rồi. Có nhà vệ sinh không? Có, đây. Nhà đi ở, nhanh. Nhanh, anh trông. Này, mấy đứa không vào nhá. Này, nó đang tụt quần nhá, đừng có vào. Đừng nghe. Từ. Chưa nhìn thấy cái cờ lao ba. Ở dưới này. Cái gậy sắt á. Đâu, tìm thấy cái gậy sắt chưa? Chữa nhà vệ sinh luôn. Ở dưới đất á. Dưới đất có cái gì? Không thấy. À, hình như một người nhặt là được rồi. Một người nhặt là được rồi. Cái đèn chiếu như không, công nhận này, cái đèn chiếu như không. Từ, để chú chỉnh sáng theo cái map nhá. Cho mấy đứa nhìn. Không, đợi tí. Để chú chỉnh sáng theo cái map không là... Nói chung là chú chơi thì nó sẽ khác, còn mấy đứa chơi thì nó sẽ khác. Mấy đứa xem nó sẽ khác. Được chưa? Đấy, mấy đứa xem nó sẽ khác, chú chơi là đen ngòm luôn à. Bên này tối màu à. Mấy đứa chơi là đen ngòm luôn, chú chơi là đen ngòm, còn mấy đứa nhìn map nó sẽ sáng hơn. 404. Nhớ nếu mà mấy đứa nhìn rõ hơn thì chỉ cho chú chơi nhá. Đâu? Gì? Đâu rồi? Mấy đứa đâu đừng bỏ em một mình ấy. Đừng bỏ. Gì? Tiếng cửa đâu đấy? Đừng bỏ em một mình ấy. Có cái búa đi. Hoa là nó bỏ game rồi. Hai người này nó chạy bỏ chú. Hoa bỏ đang game. Chơi đơ, không chơi được nữa. Ui. Đơ. Ui. Có búa này. Đúng không? Cái gì vậy? Anh nhặt được cái hammer. Anh nhặt ui. Được búa. Nghe đi. Mới tiếng game quá. Nghe tiếng bước chân không? Con quỷ này nhìn quen á, giống con quỷ.
giờ mới bốn giờ rồi mày. Nữa. Nữa. Nào mày ơi. Chứ em bên từ mai mít á. Chứ kem này, chứ kem mới cung này. Anh đây trước đi, anh đây trước đi sao? Nó mở cửa kìa, mời anh kìa. Mở mở cửa nào, cửa này á. Nó mời anh á, anh ra trước đi. Every now get out. Đi ra khỏi cái chỗ này nhanh lên. Ủa sao con kia ở sai vậy? Con Diễm Anh Phú kìa. Thời đấy Diễm Anh ở đâu ấy? Diễm đâu ấy? Cháu bị kẹt rồi á. Sao thế? Sao kẹt đấy? Đinh Ngọc. À! Biết sao bị kẹt rồi, chạy. Biết sao con nhỏ bị kẹt rồi. Biết rồi, biết rồi. Ui anh ơi, cái tủ. Anh chết mẹ rồi. Anh sao rồi? Anh chết mẹ rồi. Ôi vậy cất. Có cái tủ giữa đường nè. Đừng nha, đang mắc tái đó mọi người. Đừng. Đừng như thế. Nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Hơi đỏ, nó hơi sợ nha. Hơi đỏ kinh vãi. Nó thề. Mình là bình luận. Em nghe tiếng gần áo. Mình là bình luận nha. Năm mươi bạn, ai tao cầm con búa thôi, mày vô tao gõ. Gõ mèo ở đâu đấy, gõ mèo ở đâu đấy, hết mì, phần lì. Ôi, cái tiếng nó càng ngày càng gần là càng sợ nha. Thế á, chú cũng càng hổ. Ủa không sợ, anh sợ chết trong mặt em á. Tao chết trước rồi. Chú ơi, con hung vịt nó ngạt thở chết rồi. Diệp Anh đây rồi, chú đây rồi, chú đây, chú đây, chú đây, chú đây. Anh ở dưới cũng chết hả? Ở dưới cũng chết, xuống mẹ dưới rồi nhưng không biết chạy đi đâu. Em ở dưới luôn. Em ở dưới em dùng. Bỏ thôi nữa. Anh giúp mẹ ơi, con mẹ đang dí chú sao không kìa. Nhưng mà tao không biết chạy ra cái gì. Để sao em? Anh nhảy xuống dưới đi. Không nhảy được. Nhảy tao nhảy luôn rồi đó. Chưa đi tới nó chặn đường à. Còn lâu nha baby. Mẹ nó. Cháu tính nó đi từ dưới lên, cái nó đi từ dưới lên thật. Mẹ đi từ dưới lên thật. Mẹ con này mày đừng có nói nữa nhá. Riêng con Quyền nhá. Cháu tính nói chứ cháu chưa có nói nha. Game bu. Ba anh em xin nhân. Đâu. Thế rồi. Đợi xem đây, tiếp đây rồi, đây rồi. Tiếp đây rồi. Bạn này xin mấy em xin nhận. Đứng từ dưới cầu thang đi. Nó. Ê chú ơi, cháu không sợ mà chú sợ vậy. Chị, chị, Tân, Tân theo tuổi em nữa, ba mẹ em khó lắm. Đấm. Sơn ơi, có chuyện gặp nè Sơn, có chuyện gặp nè Sơn. Không không, nó chỉ đến đấy thôi. Có chuyện nào gặp này. Đây, nó chỉ đến đây thôi. Đấy, chị nào gặp ấy gặp mẹ tao rồi, gặp luôn rồi. Làm nào đuổi cái gì nhỉ? Nó chơi kem rồi. Nó cam ở đây rồi. Đây nó đang về kìa, nó đang về đằng kia đúng không? Bây giờ phải chạy thật nhanh. Đấy, bây giờ phải hiểu không? Bây giờ đợi nó về cái đúng phòng 397 kia chạy thật nhanh. Lùi đi gấu mèo. Gấu mèo chết rồi, biết ngay mà. Đấy. Bây giờ phải đợi nhá, cái con này nhá. Nó ra đúng ấy, bây giờ phải bàn tính chiến thuật. Giờ em mất luôn cái đèn rồi, em mất luôn cái đèn rồi. Sao mà mất đèn được? Nếu mà chú thấy nó là chú cứ nhắm thẳng các bạn chứ chú. Được rồi. Ông chạy ra sao sớm? Nó thấy cho nhắm á, cái nhắm tỉnh mắt luôn á. Cái đầu cơ nó hơi thở. Đây. Bây giờ nhá, phải đợi con của nợ này này. Vừa chạy vừa nhảy xem không nhảy được. Đấy con đấy nó xuống tầm rồi. Thấy chưa? Ra cứ đi lên đi xuống cái khúc cốc thôi à. Biết rồi. Không chơi, không biết nha. Bây giờ phải để cho con chạy ma. Đường sau anh. Chạy đường nhà thở. Ừ, nó lại. Tao phải đi vào đường. Thôi đừng có dậy thành đạt, mình là đàn ông. Cái này cuối đường. Chú ơi, chú nhìn người ta kìa chú. Người ta là con gái, người ta đứng trước mặt chú nha. Thế á? Chú thấy ma, chú dậy thành đạt, chú chạy kìa má. Không thì làm nào được, tao sợ, tao sợ. Người ta điềm tĩnh, người ta đứng. Người ta điềm tĩnh, con đi ma đi mắc ỉa cái. Nào bây giờ một con ma nó lại ra đây rồi. Rồi luôn, hai cái đứa này nó bỏ mình luôn. Mày biết vì sao mà lại đi. Chú thấy đó, chú có nhắm mắt lại cho chị chú nghe. Người ta con gái vậy mà ném kỳ cục.
cái tiếng kìa. Quay lại là gấu mèo rồi, trời ơi. Tao tưởng ao. Anh nhìn cái mắt anh gấu mèo xám xác sợ quá rồi. Ờ nó đỏ lòm rồi, kinh nghiệm chị. Nào bây giờ đi này. Tớ là nó hù nè, tớ nó hù là nhắm mắt lại liền nè. Từ đi. Bây giờ phải để ý cái con đấy nhá. Con đấy nó sẽ đúng sang rồi, sau cái bên kia thấy kìa. Nó bây giờ. Không. Giờ sao? Được, chú thấy chú cứ nhắm thẳng mắt lại, chú đừng có giờ mở chi mắt ra ông, chú giờ chi ra ông. Không, bây giờ anh đợi nó đi ra đây. Đây, đi. Đúng rồi. Đi ra phòng đấy rồi mình đi. Xuống cầu thang luôn nhá. Xuống. Nhanh. Nó quay lại rồi. Nó quay lại mình vẫn nó quay lại mình vẫn kịp để xuống cầu thang mà. Không, hồi nãy em thử. Mạnh quá. Ờ thế thôi. Hồi nãy là nó vừa chạy qua đó là em chạy luôn á mà nó vẫn dí. Mình đứng đây sẵn nha, đứng đây sẵn đi. Nó không dí đâu. Đợi nó chạy qua kia rồi mình chạy. Thật không? Thật nó chạy qua kia không hay chạy qua đây? Nó lại chạy mẹ qua đây. Nó đâu dí đâu. Nãy đứng đây nó đâu dí đâu. Nó cắn đâu anh đừng sợ. Chỉ thấy mất miếng thôi. Tí chỉ thấy mất miếng thịt thôi. Hôm nay này tập gym chung với em mà, trời. Thế gian ra chào nó một câu coi. Hay lắm nha, anh có mèo, anh nói hay. Đây, nó xuống tàu rồi kìa. Thế chưa, anh hé vừa điên luôn. Anh hé vừa chú luôn á, trời. Như cái em kia con quỷ, thôi về. Sao mày ở đấy? Không, anh đứng ở chỗ mép mày thử. Đây, anh đứng qua đây nhá, để xem nó có đi không nhá. Thường là nó lọc khuôn theo AI ấy. Biết rồi. Trời ơi, cho ai biết thì biết, mà chạy nào. Tự nhiên mấy đứa nó thoát hết, chán ghê nhỉ. Ơ, sợ ai hết rồi. Ừ, nó bị lag mạng, một đứa bị lag mạng, một đứa bị hỏng kiểu lỗi cam ấy. Nó lại thoát. Đây rồi, đi. Em tối mù rồi, không thấy đường. Bất, ơ. Chạy hết, sợ hết, cất ra ngoài. Nó lại nhặt xác tao rồi. Anh chết chưa? Em ở dưới rồi nè, em ở dưới rồi. Ok, cứu. Biết rồi. Somebody help me, You can get out there. Nó kêu yêu cầu tìm ba cái gì á. Thì kia mở mắt ra nó biết chất lượng ấy. I'm hydrating, I feel wet. Mở mắt ra chú dậy đành đành. Lại chết rồi, lại bị bắt rồi. Mèo lại bị bắt ở dưới rồi. Mở mắt ra chú dậy đành đành, chú nhảy thì sao? Quỷ mà mày đặt khôn ấy, chẳng biết nó khôn đâu. Tìm được tính thịt kìa gì. Tìm được cả giật luôn. Gấu mèo đâu rồi, chết chưa? Chết mất rồi à? Chết nhờ. Chết hơi nhiều. Đây rồi, đây, chết hơi nhiều, khó nha. Ở đây có một phòng này, này. Ở đây có một phòng có thể vào này, nó không bắt này. Nó đang chụp qua chỗ gấu mèo đấy. Nó qua chỗ gấu mèo đấy. Em đứng chỗ cái này nó không quay được đâu. Nếu mà chú không muốn dậy đành đạch, tại sao chú lại mở mắt? Thì mở mắt thì mới biết được con ma nó ở đâu chứ. Đi qua phòng này đi, đi qua phòng này, bên phòng này có này. Giờ á, nó thấy kiểu nó bắt chú thì chú nhắm mắt lại, chú hết sợ má. Xong rồi tự nhiên chú cứ vỡ quá, chú nhìn thẳng qua nó, chú nhắm mắt. Biết thế nào được. Giờ chú có thấy con ma tới rồi chú nhắm thẳng cái mắt lại. Nó mắt chú. Thông minh. Nãy giờ cháu nhìn vậy là nhắm mắt sắp có thấy. Đợi tí, để tí thử. Nếu cậu tìm cái gì anh ơi. À tìm ba cái chìa khóa này, anh vô đây. Xuống. Ba cái chìa khóa. Trong. Nè, chìa khóa này. Nhặt. Mỗi người cái. Kiếm ba cái phòng, kiếm ba cái chìa khóa. Hàng kia em xuống nó kêu em cần ba cái gì đó mới được về. À, mới được một chìa thôi. Mình là bình luận viên. Ở dưới có một phòng nha, ở dưới gần cái tủ là có một phòng này. Trên này hình như còn một phòng nữa phải. Được. Kiếm thêm các phòng, mỗi phòng chắc là sẽ có một chìa khóa. Xuống. Ok. Ủa sao cái tiền của anh nó sáng vậy, tiền yếm nó nhỏ. Nhỏ không à.
Không phải, tại 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 cái chiều dài ấy, nếu mà để càng xa nó càng sáng, để càng xa nó càng to. Kiếm 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 chìa khóa. Chìa khóa phòng này không có rồi, có vẻ như phòng nào cũng nhìn như nhau hết ấy. Từ xem con ma nó đâu đã, tôi lại đi tiếp. Tìm được thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đình địch, đình địch, đình địch. Peekaboo, peekaboo. Giờ có phong này nữa You nhờ. can add, can get out here, you need to fill 3 cái. Tất cả đều mang những cái Nó kìa. 3 Lỡ lòng đẹp incense. á. Nó đâu, nó trên tàu à? À, đang cầu thang, đang cầu thang. Cầu thang Rồi à? rồi rồi rồi, rồi. Đi, đi 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 kiếm phòng mình rồi. Nó xuống lại rồi anh, nó xuống lại rồi anh, nó xuống Trên lại rồi. tàu này, nó đang tấn công cái gì, một cái gì. Con đi để sao nó lại nhìn thấy tao chó. Ê, chó này sao bên nó rồi, nó rồi này nó tối vậy hả? Anh cảnh nó bên ở nó này dưới nó em, nó tối dưới em, nó mà dưới em. tối vậy Bên ở đi ra, bên đi chú không chỉnh được cam ở bên đấy, không chỉnh được màn hình ở bên đấy, còn ở bên Facebook nó sáng hơn. Đừng đừng đừng, anh đùa canh thể luôn. mai Sao chơi thì em với nha. sao nó Sao biết nhờ, sao nó biết mình ở trên nhỉ? anh canh công mai nha, công mai nó gần xuống á, anh hú em nha, để em chạy xuống dưới. À, để em chạy em trốn. Để anh. Em không kiểu như không xác định được hướng công mai ở trên đấy. Đây nó đang xuống, nó đang xuống đấy. Rồi em lên nấp rồi. Quỷ này, chị can. Phú Hà. Ông ấy ơi, đừng hù anh, bé ơi. Không thù anh đâu mà cắn anh nè, bắt anh nè. Cảm ơn Nhật Minh nhá, hello. Mèo rồi. Mà nó mất rồi, anh không nhìn thấy dấu nó đâu cả. Dưới 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 đúng rồi, Ui tối khó nhìn người á. Anh mất Ghét nhìn ghê. ở lên lòng, cầu thang kìa, đang lên á. Lên hả? Đang lên rồi, Rồi đây. lên. Em kiếm cái phong, cái phong. Đây đây đây, nó đang lên. Ôi, nó đang quay lại cho mình, À, nó đang quay lại cho mình. anh có chìa khóa. Để em mở này thử. Ấy nó đi qua, ơi con đi rồi, con đi rồi. Không được. Vậy là phải kiếm phòng nữa. Kiếm phòng nào có cái ổ khóa để mở nữa. À, room cái phòng 400 anh ơi. Anh kiếm 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 phòng 400 anh ơi. Ở phía trên tầng là chỉ có 3997, 399 này. Nó xuống ấy, nó đang xuống. Cây 394 này. cây như ghi là room cây 400 này là phòng ờ 400 ờ này. ờ ờ tìm 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 đâu rồi, không thấy nó đâu rồi, anh cũng mất dấu nó rồi. 400 ở trên nào không, không nó cũng không ở trên tầng luôn. Ơ đang lên, đang lên, đang lên, đang lên. Mẹ cắm cọc rồi. Nó vẫn còn được. 382 391 con này. 392 cái phòng 400 ở đâu vậy? Khổ thế. Em nghĩ phòng 400. À, ở trên cầu thang. Từ cầu thang chạy lên là hướng qua bên phải này. Em thấy 397 này à, Đúng gần gần rồi, 400 rồi đó. được, được mỗi Em nói 397. rồi. 397 là tắt rồi. Còn chạy qua nữa. 404. 403. Giờ sao để em lên đây nè, em muốn lên nè. Mà lên chưa anh? 401. Ma hiện tại anh không thấy ma đâu. 401. À phòng 400 ở trên này. Ma đang ở chỗ anh, ma đang ở chỗ anh. Em lên nha, em lên được không? Không 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 không, nó đang ra cầu thang rồi. Đấy, Mẹ. nó đang ở phòng 397. Lên lên lên. Lên lên lên, nó đang Không không được. 397. Lên lên lên, biết phòng 100 rồi, biết phòng 100 rồi. Tới chưa, tới chưa, tới chưa, tới chưa. Chưa chưa chưa, lên hẳn trên tầng. Ôi nó quay đây. Không nhìn ra, không nhìn ra, tối quá, cay quá. Mất hết rồi, còn cái nữa. Mẹ, nó quay lại, thì nó quay lại. Chết nữa rồi Muốn chạy hả? xuống là một vấn đề đó, mà chạy lên càng là một vấn đề nữa. Mẹ chạy xuống ấy, đây phòng 100 rồi. Ây! Lại lại lại, tao giật cả mình. Anh canh ở trên đây, em bỏ, Đó, em thấy chưa, không làm cho cháu là bị Rồi, rồi tao có nhìn thấy nó đâu. Chú thấy kiểu chú thấy nó nghe cái tí là chú nhắm chặt cái mắt chú lại.
chú mở mắt chú biết vào đó thì chú chả sợ à. Phòng 400 là phòng này đúng không? 400 rồi anh. Đây 400 ngay bên này này, ngay bên chỗ anh rồi này. Bên anh rồi, ok. Ở đây này. Mẹ rồi nhờ. Nó đi đường kia, nó đi đường kia thôi. Xuống đi, xuống. Nó lại quay lại chỗ anh rồi. Chìa khóa. Ơ, chìa khóa đâu rồi? À, chìa khóa ở trên mà, làm gì ở dưới? Đây là chìa khóa ở dưới mà. Ở dưới không có. Ơ, vừa rồi. Chìa khóa ở trên cái phòng gần cửa sổ á, à, gần cầu thang ấy. Nhớ không? Phòng gần cửa thang. Mình núp trong cái, mình núp chỗ cái phòng đó này em đi tủ sách á. À đây đây rồi, đúng rồi. Dùng cây 404. Mày lên, chung, đi qua chưa, nó đi qua chưa? Mẹ mày. Dén sao mẹ mày. 400 nha. Thấy đâu? Em không biết nó ở đâu hết á, Ở 400 đâu? 400 đâu? Đây, đúng rồi đấy. Đấy. Vô. Vô mở cửa, lẹ anh ơi. Rồi, ok, thế rồi. Chìa khóa không có. À nè. À cũng buồn bực mà. Gì đây? Kiểu giống kiểu cái két sắt vậy. Mở vô. Hello Quỳnh Chi. Mở ra. Thôi một người bấm. Rồi ok, một người bấm rồi. Bấm về. Rồi, nó mở rồi. Trong đây có cái gì? Hello Quỳnh Chi chứ. Trong đây có cái gì? Chả có cái mẹ gì thế đó. Có gì mà. Thấy chưa, e tưởng ok là... ok em xem tìm phòng khác thử. Lại cái bình nước này. Xem một phòng vệ sinh xem sao bắt tao chết giờ cái gì trời thật đi. À có chìa khóa đây. Chìa khóa rồi, phòng vệ sinh. Sao nó không giựt mẹ vào cái bồn cầu đi. Phòng 389 389 ở dưới á, chắc chắn ở dưới luôn. Phòng ba trên toàn 39, dưới là ba dưới. Đây, con ma bên kia, con ma bên kia. Con ma nhìn thấy không? Mày nhìn thấy không? Mày chết với tao rồi. Chạy qua phòng kia anh ơi, chạy qua phòng kia trước đi. 391, ok. 389 đúng không? Đừng. Ủa? Đây rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Nó vừa xuống, kiểu nó vừa xuống cầu thang ấy. Ghê vãi. Phòng 389 đúng không? Em tập giống ông Hiếu Lợn. Hiếu Lợn trước đi. Hồng mẹ ơi. Mẹ mày nghe tiếng kia. Ôi đi hồn. Em chỉnh camera lại cái. Đấy, ngồi vừa nhìn thấy qua mặt luôn. Thề cái cam anh á, lúc nhảy chỗ này, lúc nhảy chỗ nọ á, phải chỉnh tele em rồi tải. À cái cam á, nhấn F. Nhấn F rồi để unlock secure. Đây rồi, nó đi qua đằng kia thôi. Đi qua đằng kia, anh xuống đây. Bài cấu mèo nha, đừng bò ánh một mình, phòng 389. Nào, 389. Ê, đi nghe qua em kìa. Hello chị mẹ. Hello Bill. Ok. Lắm thế. Hello Bill. Ê, nó mở cửa. Nó đâu rồi. Muốn xem bên nó sáng, bên em tối mù à. Bên này á, em phải chỉnh filter cho cái đấy đấy. Anh phải chỉnh filter cho cái live stream ấy, chứ thực ra anh vẫn xem tối mù à. Dạ thế. Ôi, dạ. Bên em nhìn thấy đường luôn á, banh mắt là mình nhìn luôn á. Bên anh cũng phải thế. Chả qua anh đang kiểu cái live stream ấy thì mình phải dùng filter cho nó sáng cho các bạn xem. Anh đâu rồi? Anh ở dưới rồi, anh dưới tầng 1 rồi, anh mở phòng rồi. Có gì không? Anh mở được phòng 389 rồi. Nhưng mà anh sợ quá, anh chạy mẹ đi. Anh không đợi được. Okay. Đây rồi, anh mới vào. Mới vào. Đây rồi. Mở tiếp. Con quái vật đấy đâu rồi? Con quái vật đâu rồi? Ui phòng xịn thế.
mở. Con đợi chú ra ở trên có chìa khóa nha, ở trên có chìa khóa nha, này trên có chìa khóa đấy. Ngó ở trên anh, quay lại trên cái xác á. Rồi, tiếp theo phòng 394. 394. 394 ở trên. Gần phòng chắc là 397 gì đấy. 391, 394 là anh lên cầu thang anh quẹo qua bên trái ấy. Lên cầu thang quẹo qua bên trái. Ôi con ma nó cũng vừa lên cầu thang xong. Mẹ. Còn đi, còn đi rồi. Ui, nó xuống. Thôi, tao đi vào đường cút rồi. No, I don't want to do that. Mẹ, bây giờ tao chết. Bây giờ mình chết là mình rơi hết cây luôn ấy. Con ma đâu rồi? Nó chưa có thang biết à, nó chưa có thang ấy. Tự nhiên mình tìm được con chó. Đâu rồi, nó đâu rồi? Chịu. Khi nào lôi con thang nó chạy qua hướng em hú nha. Mà đang canh chữ ra. Khi nào? Đây, chuẩn bị. Nó về rồi. Nó đang ở đâu? Nó ở phòng nào? Nó đi đến phòng nào? Con thang. Mẹ canh ơi. Canh ngồi. Nó đang cút xíu xíu hả? Lên anh ơi, nó qua hướng em này, lẹ anh ơi. Nghe vào luôn. Là nó đang ở cầu thang hả? Chết rồi. Mẹ, chó. Chết chưa? Chưa. Xoay, mẹ số, hên chát. Anh vô phòng chưa? Anh vô được phòng 389 thôi. À, vẫn còn cây của 394 vẫn chưa chết ở dưới cầu thang á, bởi vì con mai nó lên nó chạy qua hướng em á, chạy được tầm 3 giây là nó chạy về liền à. Ơi, lúc em kêu ghê. Là anh chạy liền luôn khó anh ghê. Em kêu cái là anh chạy liền luôn chứ không là không lên được luôn á. Nhưng phòng 394 đúng không? 394 tìm phòng 394 đúng không? Tìm đúng rồi tìm anh lên quẹo trái, chạy lên quẹo trái chắc luôn. Đây mà đây rồi, mà đây rồi. Từ tao phải kéo phải. Đang đứng chỗ dưới cầu thang đấy. Từ okay. Về đây đã. Mẹ, ma nó rồi, biết nào được. Bây giờ phải biết nó đâu đã. Quẹo trái đúng không? 397, bên kia là 397, thì có phòng 394 ở bên đây đúng rồi. Nhưng mà phải biết con ma rồi đâu đã. Trời ơi, nghe tiếng rõ lắm, nghe tiếng bước chân rõ lắm. Đéo. Ôi, nó rén. Đi xuống dưới, đi không anh? Bây giờ xem nó đâu á, bây giờ để... Em canh cầu thang, anh chạy qua đó. Ơi đàn ông mà sao đáng dữ vậy? Thì mày vào chơi đi, mày mới biết được cái tiếng nó kinh bọt ra. Dù kinh thì kinh, nhưng mà chú nãy giờ cháu nhìn được, cháu nhìn rõ từng chi tiết nha. Ôi, nó rồi. Ôi, nó rồi mình như thế này. Mẹ kiếp, tao không quay ra được. Ủa cái gì á kìa. Hình thế. Em hiểu rồi, anh Sơn. Anh Sơn núp bên này nha. Em dụ con mai dưới thế em chạy qua túp bên anh Sơn ấy, là anh Sơn chạy qua bên đối diện anh Sơn kiếm. Được, hợp lý. Okay. Nó đang xuống rồi đấy. Đi qua đi núp trước anh. Em làm mồi cho. Nó dưới em rồi anh Sơn trốn. Từ đây có mèo đứng ở chỗ cái chỗ này, nhìn thấy nó ở dưới này. Được chưa? Okay. Đây nó đang lên. Anh cứ thấy là nó dưới em một đoạn rồi quay bên này rồi anh chạy. Đây. Anh trốn ở trong, đi trốn. Nó xuống mẹ cầu thang rồi, con chó mất dậy. Mà khôn à. Em nói rồi, tập game á, nó uống... Tối cái nó dí vô cái bà la. Đúng anh, ơ sao không vô phòng. Anh vô phòng đi, cứ dí anh. Đây. Nó dí một mình em thôi. Tại nó dí anh có mè rồi chú chạy. Biết rồi. Đây này. Đây.
đứng ở chỗ lan can đi để nhìn xem nó ở đâu. Đúng. Bây giờ cháu sẽ ở mạng xã hội và sống ẩn đây. Nó lên kìa, nó lên kìa, không, không nghe rồi. Đâu nó xuống rồi. Nó lại xuống rồi. Con chó này. Con ma này khôn vãi. Em nghe tiếng gần nhé. Nghe tiếng gần lắm. Đây, nó dưới em rồi, nó dưới em rồi. Dưới rồi, đúng không? Dưới rồi, đúng không? Đây. Ba chín. Rồi. Nó đã là ma mà nó còn khôn rồi lò. 397. Ủa. Không có hả? Mày đó có đâu anh, có mèo. Không có hả? 393. Ủa? 3. Không bao nhiêu? 394 hả? 394. Đây là 395. 397. Ủa? 394 đâu? Vậy là ở dưới rồi. Dưới rồi. Ui, nghe tiếng rộn lắm. 394 nè. Đâu? Phòng này này anh, phòng đối diện bên luôn nè. Từ từ xem nó đâu đã. Đâu, đấy á. Phòng đối diện bên này. Ồ, mẹ, đi đéo về bên này. Ồ, trời ơi, biết ghê. Mẹ. Đi kiếm nãy giờ. Đây. Phòng này, 394 này, trời ơi. Trời ơi, tắt. Tắt thổ mất rồi. Nãy giờ. Rồi, vào. Mẹ. Xin đánh nhau rồi. Ok, xem tìm chìa khóa. Chìa khóa lại ở đâu, ở đây rồi chứ không ở trong cái thùng kia đâu. Chết ỉa luôn đấy. À đây. Cái sensor. Rồi anh được một cái sensor rồi. Đấy đấy, đúng không? Thấy chưa? Tưởng như kiểu là quay hạ, quay nhang ấy. Đúng không? Ba cái luôn á. Ba cái á. Ui, nãy giờ ra chợ mua lẻ anh ơi. Ờ thật đấy. Mẹ ta thề luôn. Ở đây mà có chợ. Chị, thì bán nha em chị. Ừ, không bán thôi. Ôi. Ba cái nhang thế giờ sao? Ba cái nhang ấy làm nào? Qua cầm trước đi mất. Bên đấy cũng là incense 1 đúng không? Incense 1. Thế là chú lại tí chú qua cái chỗ nãy không? Hay là 753 giờ. Em nghĩ 753 thì không lý. Không. Vậy nếu mà đã là incense 1 thì sẽ là incense 2, incense 3. Tình, em lán nào nhờ? Thế biết thơ 394. Xem phòng 394 nó còn chìa khóa gì hay gì không? Sơn đâu rồi? Đây, đang phòng 394. Giúp phòng rồi đó. Ôi, trước mặt có thùng. Vô cho anh có nha đây. Đâu. Anh thấy cái đèn em vừa lại không? Ờ, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Hôm nay là thứ 7. Em sẽ xin vòng 3. Ôi được. Ờ, cái gì đang kiên vậy? Phòng 400. Trời ơi, lại zoom cây phòng 400. 400 mở hết rồi, mở hết rồi. 400 đâu có rồi. Nhâm. Ôi. Là thế. Nó vô phòng luôn. Ồ. Nó vô phòng em luôn rồi. Thế. Chạy vô trong rồi. Em chạy qua cái cửa luôn rồi. Trời ơi. AI lên tầm cao mới rồi. Ê chú, sao trong có bồn cầu quá gì kìa? Đâu, bồn cầu có gì? Không, tự nhiên thấy cái gì á, nãy có lượng soi thử. Không có gì. Không có gì. Chưa quá trời. Có cứt có cái gì mẹ. Hello chồng yêu của bé ơi, hello San nhá. Trời ơi, anh đi bị ma dí này. San ơi, San cứu anh với San ơi. Kìa, nó kẹt trong phòng một kìa anh. Hả, đâu? 2 kìa, anh thấy không? Ủa, nó kẹt được hả? Nó vô trong cái chiếc im. À, con ma ngu học. À, tao phải ra tờ trêu mày. À, con chó này. Con chó này, mày có biết là mày đáng đời lắm không con? Mày hêu lêu. Mày cố mà giết tao, mày lêu. Mày vào đấy đi, mày vào đấy đi. Mày vào bắt đi. Mẹ đây. Đây không khác gì cái trò chọc chó luôn ấy. Thề. Này, cái chân này, cắn chân ấy, lên lên.
Thế nó kẹp cổ ra hay gì mà láo dữ vậy trời. Mày tưởng mày ở đấy mà mày ngon à, mày dọa tao được mày ngon à, lêu lêu này mày cắn đi tao. Ê này đừng vậy. Đừng vậy. Nó lại gần nè. Nhảy nhảy chị, đúng rồi, tăng tăng tăng. Nhảy xuống. Tí thấy là sau lưng cái là tao hú hồn cho coi nè. Ủa, không có tuổi. Em chạy xuyên qua nó không chết này anh. Ủa, chạy xuyên rồi không chết hả? Qua lại thôi. Nó bị kẹt đầu. Nó bị kẹt đầu. Nó chưa cao quá thì khổ đó, cao quá khổ. Ngu này. Giờ thì không còn gì có thể cản trở đâu, tờ đom gaming được hiểu không? Anh thấy cái mạng em lớn chưa? Được đấy. Nó giải quyết mọi vấn đề của anh em nãy giờ đấy. Từ từ ra cúng cái cục nhang này. Đi mõ này. Em chưa có nhang chọc quá không cho em đi, em khóc luôn á. À, đây. Đặt cái một vào. Alo chị yêu. Rồi anh đặt cái một rồi. Ui, đèn này sáng. Rồi có cái gì đâu, nó hét lên, tao cũng hét theo không à. Chị, hết nhang không? Chậm lấy thêm cây nhang cho chị. Không hả? Ui. Ô bây giờ phải tìm cái hai. Chị ăn gì không? Tìm cái hai. Anh ơi, chậm ra chùa, ra chợ mua chuối cho chị nha. Chị đòi. Nghe là tao tôi đòi, tao chạy thật rồi cho nó nhanh. Chị Mai diễn viên đó, thấy anh em mình làm khó quá, chị Mai cố tình á. Công là trái chuối. Ok. Bây giờ tìm nào được cái hai nhỉ, để xem nào. Từ thì còn hết không tay cho nổi mặt. Thì lại gờ bấm e anh có khi lại mở ấy. 383 mở này. 383 mở này. Chưa vô. Từ nãy giờ có mở đâu, sao bây giờ nó mở. Game ma thì nó hết chứ sao. Ơ này, 383 có cái gì. Nó hết bị kẹt cổ chưa. Không gì nhờ. Ồ có cây này. Cây trong hùng, không. Cái gì vậy? Chuẩn đấy, cửa tủ 386. 386 lại tìm 386. Đi ông Dung anh sợ gì trời. Đúng rồi, sợ đi. Ơ, những người đàn ông của gia đình nhẹ. Chị Mai diễn viên. Thật đấy mà vơ vẩn. Em thê chị Mai diễn viên rồi. Đấy. Ai nãy chú ơi chị thay em rồi. Thật đấy, giờ này tuổi lùn. Ok. Mà anh tuổi. Ơ, trời sáng dần 386. Đấy. 386. Trời sáng dần. 396. 388, 396 ở trên tầng rồi. Chắc không? Không. 389. 3 92 hết 390. Rồi, trên tầng rồi. Ờ, trên tầng rồi. Nhát xít mà chơi game kinh dị. Ờ, nào. Vậy mới có cảm nhận chứ. Mấy bạn biết không, mình sợ ma. Mình cố mình coi phim ma, mình cố mình chơi game ma để sao? Thật đấy. Để mình chai, mình luyện cái trí óc của mình, luyện tinh thần sắt thép của mình. Nhưng mà cuối cùng càng coi càng sợ. càng ngày càng sợ em luôn á. Đấy, mình mà nếu mà chẳng hạn mà mình mà đi xem phim chẳng hạn, xem phim kinh dị ấy, bao giờ mình cũng lựa các bạn mà bạn gái mà bảo các bạn đấy tốt nhất là mặc váy váy trắng này. Chẳng hạn là mình có sợ quá thì mình chui xuống đấy luôn. 399. Nhà em có thằng em họ nha, có hồi nó còn bé xí à, em bật phim ma cho nó coi á. Nó em thì sợ chết ba luôn, nó ngồi nó cười anh. Đùa. Nó cười. Này 396 này, 396 này. Bên anh. Đây 396. Em sợ nó hơn cả con mai luôn rồi. Phải à, sợ. Ủa trên nó cười thế nào? Không, nó cười một cách kinh lắm. Đây map Việt Nam đây. Ôi giời. Đừng bỏ ma một mình. Khi nào chơi map Việt Nam, khi nào xem phim ma thì à, anh có hay xem phim ma với Discord đấy. Ô, đấy đúng không? Cây. Nhanh hả? Nhanh. Em coi đâu. Xuống cắm đi, xuống cắm. Đừng rủ em coi. Làm ơn. Xuống cắm xuống dưới đi. Xong xuống dưới nó mới mở. Chị Ma tuổi thân chị Ma. Xin lỗi chị Ma nha. Ma tuổi nha. Để ta cúng cho mày ba nén hương nha. Mà thực ra quả này ông bà. Được, quả ánh được. Bây giờ nói thật với các bạn, mẹ con ma này xứng đáng được ăn 3 cây hoa, xong rồi mình chọc kiếm cho nó chết. Không phải là 3 cây nhang mà 3 cây hoa. Kiểu
hoa hoa sao của Florentino ấy. Ôi ôi ôi, lại lại cúng rồi à? Cúng chưa? Cúng chưa? Cúng chưa? Lại cái cửa cánh cửa khác mở ra rồi. 391 mở đây, 391 mở. Tôi mở rồi này mà chưa đi qua được. Kiếm phòng mà thôi, kiếm phòng. Nè nè nè, 391 rồi. Anh vào rồi. 393, 93, 393, 393. 93, 93. Cho em lụm cho em có ít xí anh, chứ không em thấy mình phê phê á. Nếu gánh tim là được rồi, được cái mạng gánh tim rồi. 393, tìm 397. Làm gì ông mày nó đổi dỗi. 392, ui, 392 hết đồ rồi. Đồ. Đi lên 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 anh mở cửa đi. Đây mở rồi, mở rồi. Té. Không lẽ không lẽ có mai thứ hai. Thật đấy, chả lẽ đến cuối cùng nó mới ra. Hay là đây được game cố tình như thế. Nha, cam 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 cam. Đấy. Cái bài rồi, xong rồi. Ui, phải tại game này dễ. Game sang. Ui giời, tìm được cái lỗi bút trong game luôn á mà. Thật đấy, đập vào mặt nó. Hả? Lên lên. Lên lên. Vậy nha, lại lần cuối chị em mình gặp nhau đó. Ui. Anh chết rồi. Anh chết rồi sao? Ôi lên mềm. Hóa ra lần lên mẹ. Ôi lên mẹ đúng hết mất hết ngang rồi. Chọc cho lắm mẹ. Anh đừng có đến xe nè. Tao phát khóc luôn đi nhìn trẻ nó. Nó đang xong kìa. Lâu rồi chị ơi. Chị ma ơi, chị ma xinh 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 nghi đi đi đi. Chị bay đi đâu đi đâu. Chị dám phải đinh. Chú ghê cháu mấy gái. Không phải chú gà với mấy gái mà là gấu mèo với gái. Chú gấu mèo với gáy. Gáy sớm ăn gì? Từ 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 nó đấy 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 đấy. Ma này thì trêu với chúng tôi. Mẹ không phải. Anh nghĩ đấy đéo phải là bung của game đâu. Con ma cho mình một chút cơ hội đó. Anh con ma cho cơ hội đấy. Xong đến cuối cùng mình trêu nó là là nó đả vào đầu mình á. Mẹ đéo đùa được. Mẹ game lồn. Game lồn. Ôi nó đỏ rồi. Xong rồi. Phá đảo chưa? Phá đảo chưa? Cắm ba cây rồi đúng không? Con ma nó vẫn ở trên á. Đi ra. Không ra. Nó vẫn bảo là không ra được. Kìa. Chơi lại cho tao á. Hay là kiếm hẳn ba cây luôn. Mình cắm ba cây rồi mà. Cắm ba cây rồi mà. Đúng rồi. Cái này thì chiêu này mình thật. Bơm qua lại bấm e nữa, qua lại bấm e để đốt nữa. À. Cho lên lầu để cho lên lầu. Ok. Con để cho cây, con để. Trời ơi. Con phò này. Trời ơi. Giờ đâu rồi? Mày mà sống ở gần đây, tao bẻ cổ mày nhá. Anh canh thì em ấy nha. Em tin anh được không? Có, tin được, yên tâm đi. Đúng rồi. Đốt chưa, đốt chưa. Vô hít anh. Này, có phải là đá đủ gì đâu mà hít trời, hít cái. Chú chạy được. Chạy được hả? Đi. Chú chạy được. Chú. Nó quay kìa. Để sao? Đù. Đâu nó có qua đâu. Nó đang ở đâu ấy chứ? Đi lầu hả? Giờ sao? Còn cái gì không? Còn con nguyện gì không? Đinh Ngọc Như Quỳnh, anh chàng đẹp. Không, anh nghĩ là lại có cửa nào nữa để có bật lửa rồi.
Dạ. Có khi nào có bật lửa không? Em bấm bên rồi, hồi nãy nó ghi chữ bên, em bấm rồi mà giờ nó hết Không. chữ bên rồi là chứng tỏ là hết rồi. Không, anh Đang thấy chỉ chứ, bù lửa anh vẫn thôi. thấy vẫn còn chữ bên này. Rồi, đi kiếm cái ga rồi anh Lại ơi. phải kiếm cái máy lửa rồi. Yêu ơi, chị có hút thuốc trời. Trời Em mượn ơi. cái mặt ga. Yêu ơi. Đây là cây. Em mượn cái mặt ga. Đỏ lòm này chết Chắc chắn mẹ là một luôn. căn phòng khác nữa, một căn phòng khác Đúng nữa rồi, nữa. phải mở. Từ nay tới giờ rất nhiều căn phòng mở rồi. Không lẽ không phòng trên lầu. Trên lầu thì thích hết rồi thế. Ừ. Ủa xin lặng rồi. Có gì đâu. Chị 38 yêu hả? ơi. Chị không thuốc không chị. Đây đây phòng mở, phòng mở, phòng mở. Có phòng này Phòng mở ai hả? vậy? Phòng này gì vậy? Phòng này có gì? À Phòng này phòng có này gì? là lấy chìa khóa rồi. À, chưa phòng nào ấy, chưa phòng nào. Mình cứ check từng phòng nha, check từng phòng rồi Check tìm check tiếp lại, luôn. check lại. Phòng này là 386. Chịu không tốn vậy. Đây 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 Chạy. đây đây. Vô, vô 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 Dụ vô vô dụ vào tiếp, dụ vào tiếp. Leo leo, leo leo leo. Vô vô, vô chị yêu, vô chị yêu. Rồi trong này có hai thằng đấy. Vô đây chị. Một, hai là một không chồng cũng về. Nó đéo. Bây giờ nó không ngu đến Kì trước nữa không, kì không. rồi. Không Có kẹt, kì không. không kẹt. Để vô phòng ở trên đấy. Tìm cái loại bút bả cho người làm game luôn. Ôi, tính ra anh em mình sẽ là những người kiếm ra cái logbook đầu tiên. Hay là tính năng của game. Nó lại bảo là tôi đặt thế để cho các bạn dễ chơi đấy. Lúc đấy thì quê thay mẹ luôn. Ý lúc đấy lại quê. Nó vừa lên tầng ấy, nó vừa lên tầng. rồi, em, anh ở dưới hả? Chưa chết hả? Chưa chưa Anh tưởng chưa. vậy? Gì, có câu nó đâu mà chết. Vô chị ơi. Đây này, em này. Hello, hello. Đang trên tầng hả? Em đang dụ qua lại này. Ê, xuống rồi. Khó ghê ta. Lên chị yêu ơi. Giờ nó đang ở dưới, nó đang ở dưới, đang zone, nó đang zone. Nó đang zone. Em vô. Úi Kẹt chưa? giời ơi, dụ à. Chết chưa, chết chưa, kẹt. Adu. Chị khôn rồi, chị ăn hết anh là chuối rồi, chị nghỉ rồi á. Mẹ. Những phòng khác thử. Có phòng ở trên lầu không? Có hết thử. Anh đang tìm, anh đang tìm. Chờ từ con quái vật ở đâu đã. Mà đi quái vật này. Khó Hello. ghê, khó ghê ta, khó ghê ta. Đây là Anh in Sơn có xe. thuốc không Sơn? Không, trời ơi, lớn rồi ai hút thuốc. Em mệt mỏi quá rồi. Thật đi, mệt mỏi thật đi. Tìm này. Cái thùng quẹt đâu? Liệu có cái hộp quẹt không? Bây giờ tìm phòng nào mà mình chưa vào nhỉ? 400. Em kiếm hết phòng đây. Phòng 400 vào rồi Nhưng đúng mà không? Ở đầu anh có công tiên. nhận không là nãy giờ cái búa nó chưa có tác dụng gì hết ấy. Cái búa. Đúng Ờ không? ờ ờ Cái sạc ben là mình mở cái cửa kia rồi, còn cái búa là chưa có tác dụng gì đó. Ờ Đập mẹ cái lư hương đi. Coi Có có khi búa đó nào, hay có khi nào. không, hay là lấy búa gõ chị ma khóc hu hu, chị ma đưa cho cái thùng quẹt. Ma ngồi đây và ma khóc hu hu. Anh thấy dưới nó sáng luôn kìa, ba cây rồi. À Sơn, ơi 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 em đang cầm cái búa nó ghi là hammer 395, là phòng 395. Vô đây, vô đây, vô đây lấy búa anh ơi, vô đây lấy búa. Coi 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 có người bị chết này, này dưới 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 hammer 395, từ phòng 395. Trời ơi nãy giờ không đọc ngu quá nhỉ, ngu. Ở dưới 395 dưới rồi. Đúng không? Chắc chắn không? Không. Ở trên có 394 đấy. 394, 396. 396 Trên là phòng chẳng rồi, trên là chẳng rồi. Ở Được, trên được, được, chẳng dưới được. lẻ rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 395 là dưới 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 chân mình luôn rồi này. Phòng dưới chân mình luôn á. Kê, đợi con ma đã. Đấy, ma đằng, đằng kia kìa, 397 kìa. Xuống cái chị ơi. Không ai nữa chị. Dí hả, mày canh rồi, rồi chơi rồi, nó canh rồi, nó canh rồi, nó canh rồi. Đợi đi qua đây đi. Đấy, nó xuống tàu rồi, nó xuống tàu rồi, nó xuống tàu rồi. Không, em đợi nó qua hướng kia mới chạy được chứ. Rõ ràng, anh đang soi nó ở dưới.
nó đi xuống ở đấy, nó đi xuống tầng sang bên trong chỗ có mấy cái nhánh ngang ở đấy, rồi lên Hello, tầng, lên tầng rồi, lên tầng rồi, lên tầng rồi, thì không biết nó đi đâu rồi. Đấy 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 đấy. Hey, rồi nó qua đây này, nó qua đây này, đi 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 đi, có mấy ông kia đi đi đi, nó qua rồi, nó qua rồi. Đi đi đi, 395, 395. Đập đập đập. Mày chỉ làm nào không biết, núp trước cái đấy, núp trước cái đấy. Đúng rồi, đúng 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 đúng, chuẩn chuẩn chuẩn. Xét 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 vị trí, xét vị trí. Có lẽ 395 ở bên kia, góc chữ U, góc chữ U. Đợi con mày lên lầu đấy, đợi mày lên lầu đấy. Mẹ rồi. Trên lầu đây đây, nó đang xuống, đang xuống, đang xuống, đang xuống. Mẹ mày, mẹ mày. Chạy, chạy, lần cuối. Này này. Để lên tầng đi, lên chưa, lên chưa. Chú. Đi 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 đi, 395. 387, 386. Ấy, gì 3387, 386, 385. Ơ, ơ, ơ. Vậy là đối diện kia, đối diện hướng kia bên bên phải rồi. Nằm bên phải rồi. Mẹ xuống kìa anh ơi. 386. Mẹ thở dốc, mẹ mẹ. Mẹ mày. Ô quay lại kìa. Chờ nhé nữa mày, chờ nhé nữa mày. Anh đẻ thế. Trời, chờ nhé. 395. 385. Chờ lẽ 395 là ở bên phòng gần 397. Gần 397 cái chỗ mà con ma nó xuất phát ấy. Đúng rồi. 92. Ủa? Đúng rồi, trên tầng rồi. Trên tầng rồi. Nhưng mà cái chỗ mà con ma nó xuất phát ấy, đối diện cái chỗ mà bị hồi sinh ấy. Đúng 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 đúng. Đấy 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 mà. Ờ thế là kẻ chết lên, rồi. Gì nó dồn anh này. Sẽ lên sao? Vẫn dạ, này. Anh Dũng ở dưới đây em ở chơi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây nhá, đây nhá, anh Dũng ở dưới đây. Ở trên nhưng mà nhặt nhặt cái búa đi, nhặt cái búa đi. Rồi. Ôi vậy cất chừng ở đây luôn rồi chị. Chị đỉnh vậy chị. Để anh thấy nó, đây. Ờ, nó dưới em tận phòng luôn. Vãi. Rồi để cho nó xuống đây đi. Xuống đây nó xuống anh hú nha, nó xuống anh hú để biết nhảy. Không, nó kem rồi, nó biết em cầm búa cái kem rồi. Không, dở. Đứng ở trong phòng một lúc đi. Em cố chui vô phòng này. Đứng vào một lúc để đợi nó đi đi. Đi đi. Đi chưa? Ờ, nãy giờ nó có ở trên, nó gặp em hoài nè. Em thấy chó này. Chó này. Tao phải lên nó gặp mày. Mày dám chơi gấu mèo của tao. Đâu anh không thấy? Ơ nó đâu rồi? Đây đây đây, nó cầu thang, cầu thang. Đi 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 đi. Dí anh hả? Ờ đang dí, đang dí. Rồi em chạy qua. Rồi rồi, ôi nó mất rồi. Ô coi như là tao mất cái búa rồi. Không sao, anh hồi sinh cái phòng có búa mà. Anh thấy mày móc không? Để xem ở đâu nào. Đối diện em đối diện anh này. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Dễ. Gần đi, gần đi mà. Game dùng giận quá. Đâu rồi, đâu rồi. Nó đâu không biết, không biết, không biết. Ôi, mới hỏi, chị trước mặt em luôn. Vào phòng 395 chưa, vào chung chưa, vào trong chưa. Không, nó bên này rồi, anh đừng có qua, nó bên này rồi, đừng qua. Nó ngủ rồi, nó cắm trại, ngủ bên này luôn rồi. Đây, nó sang bên này rồi này, nó sang bên này rồi. Chào chào em cô gái tiền phương ơi, cô gái em chạy luôn. 397 gì 397 397 ngay cạnh, 397 ngay cạnh luôn, bên này ngay cạnh chỗ chỗ dưới đấy. Đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đợi 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 con mà quét 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 hút hút anh ơi, hút. À có hút quen thật à? Đấy, đấy cái lại từ đây này đấy, thấy chưa? Hút 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 nhiễm 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 chứ chết. Hèn chứ nãy giờ có bú chưa có tác dụng. Có này mới có bơi được này. Lê lêu lighter. Ơ tưởng bảo mở phòng 397. Nó xuống anh ơi. Tưởng bảo mở phòng 397 đây với phòng 395 mà. 395 mà. 397 bên này mà. 397 anh chị. Ơ tưởng bảo. Thực ra còn thiếu phòng 397 là mình chưa động đến rồi đấy. Có một vài phòng nó vẫn đóng cửa. Để tí, để đợi. Ôi nó rồi, nó rồi, nó rồi, nó rồi. Ôi đánh đi. Ui xí nữa là cắn em luôn rồi. Hề mắc đá lắm rồi đó. Khổ. Ôi mẹ đái mẹ ra quần luôn đấy, gặp con này đái mẹ ra quần.
Trời ơi, cam dưới cầu thang rồi kìa. Anh qua lấy thông quyền anh ơi. Đây, nó đâu rồi. Em thấy không mổ. Đây. Đây. Lấy hộp quẹt. Lấy đề phòng ấy. Đừng có nói. Mày đi Hương nói thì em chạy. Mày đi Hương thì em chạy. Chứ đứng cùng góc là bị dồn với nhau á. Hợp lý. Một người chạy thôi. Bỏ nhau lại đi. Một người chạy thôi. Được rồi. Các em bạn hy sinh cho. Anh đi. Không, anh không thể để anh em mình chết được. Không, em kết chị mẹ này quá rồi. Anh đi. Không, tình cảm anh em không thể thế được. Rồi mày chết đi. Nó nửa dồn. Nó rửa dồn, anh em có thể rửa dồn bên đấy. Nửa sang bên đấy. Mày nhé mà. AI 2.0 rồi. Nó xuống mẹ tầng rồi. Nó không chạy như bình thường hồi nãy nha. Thật đấy, con chó này. Nãy chạy như bình thường là xuống tầng được rồi, giờ để ra kẹt thì không xuống tầng này giỏi hơn ghê. Thứ gì đâu rồi. Đây, lên này, không biết nó đi đâu này. Đinh Ngọc ơi, tao giật cả mình cái gì nữa. Anh nhầm này còn ổn không? Anh làm một công ty cũ. Không, tao vẫn gặp con ma cũ. Em xuống, anh ở lại chơi với mày nha, bye bye anh. Anh em chơi không với nhau. Không anh đi hết. Nào, bây giờ nó xuống với mày ở chết bà mày đi. Đâu rồi, mày còn chơi anh ở dưới. Nó xuống dưới rồi. Chứ mặt em. Bây giờ nhặt lại cái lighter coi. Đốt chưa? Đốt rồi. Nó lên lầu. Đang đốt lại giữa. Nửa cây. Nó đang trên lầu, không xuống. Rồi đốt rồi. Rồi sao? Không biết. Đợi nhanh. Rồi nó lại cháy hết nữa hả? Chắc tầm nửa tiếng thôi anh. Hết chụp bên rồi. Vẫn còn chụp bên. Vẫn còn đấy. Để anh bên thử nào. Anh, đối diện. Ba chân đối diện. Đốt rồi kìa. Đấy, đốt chưa. Ngu, mày ngu chưa. Mày hét lên nào. Úi giời, giật cả mình. Mày, sớm mày xét. Chị diễn viên, hết ba diễn của chị rồi chị. Yeah. Cút. Tối nay làm nồi lẩu nha chị. Thế thôi hả? Đi qua được chưa? Bye bye anh Sơn. Không được. Không được, anh bị tắc rồi. Em tắc rồi. Cứu. Xong. Hóa ra là mình xong game mọi người. Ok, một cái game rất là gọi là mẹ gọi là xúc động mọi người. Xúc xưa rất là xúc xích. Mà sét á. Tuổi rất là dễ. Không ngờ sao mình phát triển nhanh vậy luôn á nè. Mất chính xác là đúng một tiếng. Chơi từ 10 giờ kém cho đến giờ này. Wow, một tiếng đồng hồ. Ủa nữa hả? Thôi. Thật hả? Nào, mình chưa end rồi mà. Một quân ra đủ rồi. End rồi mà. Không ai muốn chơi nữa. Không mấy rồi. Không muốn mà. Ở đâu mình quay lại phố cũ ấy, mình quay lại cái phố cũ rồi. Xe đạp lách. Phần trả lời. Tôi vẫn chưa quen, công nhận. Ok. Vậy là coi như là hết game rồi, cảm ơn các mọi người đã xem live stream. Đâu, đã tắt đâu. Thôi ngồi nói chuyện đi, ngồi talk show đi. Rồi, ok, thắng rồi đấy. Ok. Đây, chỗ này có con chó này đúng không? Đồ con chó. Lúc. Ừ, cũng sợ đấy. Đáng ấy, đáng đồng tiền lát gạo ấy. Bọn nó, anh nghĩ là cái game này đáng trời ấy, đáng tiền lát gạo. Kìa anh, chạy kìa, chạy diễn viên chứ mà. Rồi hết mất rồi.
đừng bỏ em một mình. À, rồi. Gà đang gáy, gà đang gáy. Ô hô. Lê, ly, 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 ly. Coi như là mình xong rồi. Được. Một game khá đáng sợ, khá đáng sợ. À, thao sâu nhỉ? Thế sợ gì? Vừa kịp lúc. Sao hôm nay cái camera để gần thế? Em để hai cam. Hôm nay thì phá đảo, ok nhá. Lá lạo. Được rồi, game. Có cam này nó kiểu như nó bị zoom ấy, zoom sang với gần lắm. Ờ, có zoom hả? Ngon. Em không biết nó tự zoom á. Nó mất đó. Còn cam kia nó ở sai hơn. Ờ, tức là góc nó rộng hơn, mà nó góc nó rộng. Là nó để ngang hàng với nhau luôn á. Bên live stream cái thằng cam này thì nó lại rõ sai luôn, con này lại gần rồi. À rồi, thế rồi. Ừ, hay lắm. Quá đẻo. Ừ, quá ngon. Diễm Diễm, còn sớm mà, ôi trời ơi. Còn sớm mà, ừ thì bây giờ ngồi nói chuyện thôi, tại vì xong game rồi. Bây giờ chú chỉ đợi lấy video và edit không ạ? Ôi, quả này edit sướng luôn ấy. Đã đời luôn. Sướng luôn. Anh chắc là anh sẽ tải video ở trên về. Em record không mà. À có record à, ngon. Thế là được. Record. Anh ừ, tải với Facebook về lag lắm. Anh thì anh không ấy được, anh không đủ máy để tải được. Nó sớm à, tam giác. Tam giác là cái gì mà là cái gì nhỉ? À, tam giác là tam là chú quên hết rồi, giải thích của chú em. Cái filter này để à cái ấy có filter thế nên là nhìn nó trắng dã thôi. Đấy, đúng không? Ờ. Tam giác là tác giam. Đinh Ngọc Như Quỳnh. Còn gì nữa? Tam giác là tác giam. Chú cái đấy rồi. Tác là đánh, giam là nhốt. Ờ, tác giam là đánh nhốt. Đốt. Đánh nhốt là đốt nhánh. Đánh nhốt là đốt nhánh. Em nhớ tới đốt nhánh. Đốt nhánh. Đốt là thiêu. Nhánh là cành. Thiêu cành là thằng kiều. Ôi. Ờ, nhánh là đúng. Đấy là cành. Ồ. Đỉnh vô anh em. Nhánh là cành. Nẻo không có nít nào góc này mà nó thẳng luôn á. Chỗ này cũng nhăn hết á. Ờ, ghê quá đi. Ghê quá, ghê. Dung, thôi mình nói chuyện. 7 phút nữa là em sẽ tắt live stream. Ôi lâu. Còn game này hay vậy mà sao có mấy trăm người chơi hả? Ừ, chắc là họ chưa biết. Game này thực ra là thằng tay Minh ấy, Minh Bùi ấy, nó xem ở trên TikTok xong nó gửi cho anh. Cảm ơn Minh Bùi rất nhiều. Thế là cái gì nhỉ? Tam giác Minh Bùi nhá. Ờ, tam giác Minh Bùi. Để em có edit video này em đăng lên nữa. Ngon quá thì đó. Anh phải đợi xong livestream đã anh mới ấy được. Ôi vừa rồi mà chơi ở bên TikTok ấy, gặp một như kiểu idol hay là diễn viên gì ấy, ôi nó xịn xò. 450.000 follow mà nó nói chuyện có duyên, nó thân thiện mà nó chẳng kiểu nhiều nói chuyện với anh ấy hả? Ờ, không phải là dô mà là mở like ghép cặp ấy, tức là like này có thể ghép cặp với một cái like khác ấy. Trong tình cờ anh nhảy vô người ta đúng không? Ờ, thế là vào ghép cặp với người ta, thế là nói chuyện ấy lắm. Nhớ anh nói anh chờ. Oai chị cao thế. Oai chị cao thế. Mà người ta chẳng biết là nó bảo là mình, nó bảo là nó 18 tuổi, em chẳng biết nó đúng thật không. Oai bé thành công thế. Ồ, nó tóc dài. Đầu tiên mình chào bạn. Tức là mình vẫn nghĩ đấy là bạn nữ. Xong giọng nó lại giọng nam. Ok. Ồ, giọng lại giọng nam vãi luôn đâu. Con Quỳnh nhớ không Quỳnh? Đấy các bạn đấy. Ôi giời trời. Xong nó hết cái câu đừng nói. Cũng ghê, cũng ngon. Nghe những cái giọng nữ mà nó vang vang mà nó hát mấy cái bài nghĩ chết được. Mình chơi game này người ta để dạy hơn. Mình tính tải Outlast 1, Outlast 2 về chơi chắc đá đúng không? Mấy game nói gì nó là nặng đô lắm. Ráng này, thử thách bản thân này. Ừ, bọn nó có mình quá trời.
Hello. Đinh Ngọc Như Quỳnh, băng bay à? Cái gì vậy? Còn game nào ở bên ấy nó fan fan không? Chơi game giải trí đi, chậm cảm quá rồi. Chơi đây giải trí rồi, giải trí rồi. Nãy giờ chơi chơi với một chạy thôi mà chậm cảm rồi luôn. Xây cái thuyền mà. Xây thuyền chơi cái kiểu. Xây thuyền này cũng hay này. Đâu. Vào trước đi, vào trước đi. Đinh Ngọc Như Quỳnh, cái này cũng đi hay. Chơi giải trí được này. Anh xây cái thuyền xây mà kiểu như anh tồn tại lâu nhất cái thể trên cái dòng sông đó là được. Đúng em vậy. Vẫn còn đang tìm đập chân run này. Diễm chơi gì NSX chú? Chơi gì nữa đi chú? Chú đang đợi bạn vào trước không? Chú vào sau. Đây đang vào đây. Sao ơi, em chơi trước rồi sao quá giờ em ở sai lắm. Vui ghê. Không quay luôn. Kết bạn cháu chưa? Đây. Bạn đây, gái đẹp đã tìm đây. Gậy đếp bự của Jin đây rồi. Pickapoo là gì vậy? Nó cứ xuống này Pickapoo. Anh không biết, anh không hiểu nhưng mà nghe nó cũng kiểu bầm bầm thì... kiểu lên cái Pickapoo rồi xong mới đi. Mít tôi có mèo đâu vậy? Đây. Build a board to survive. Anh xây cái thuyền ở đó bên sát ở bên phải nha. Em ở bờ tường này, cái gì anh mà chạy qua thì em nhảy lên luôn. Hả? Khôn vậy. Đấy. Đi chung như vui. Đinh Ngọc Như Quỳnh, mét gì đây? Mét gì đây nhá, build a boat to survive. Đây. Không thấy anh nhỉ? Đây, ở tốt cực lòng nè. Đây. Có mũi tên chỉ đây. Đi đi thôi mũi tên đã. Đi chơi đâu nhỉ? Ấm nào vậy? Đây. Bên từ. Đợi cháu đi. Diễm, đợi cháu. Em blue á, đợi em chút nha, để em quay thử, cố quay thử cái tem blue rồi. Cho mình là trong quay rồi đúng không? Lại em là team. Em là tem blue. À. Để em vô tem quay. Đây rồi. Năng. Diễm qua team luôn nhá. Diễm đâu rồi. Ghệ đứt vựng của Jin là team green này. Diễm là team blue này. Thì này, em đang có 100 vàng để em mua cái này này để xây cái thuyền đó. Xong anh em mình nhảy lên thuyền đi. Càng xa càng tốt, càng xa là càng có điểm vậy đó. Có xây được đâu? Launch spot. Lỗi. Nhấn kiểu gì vậy? Nhảy lên. Chưa kịp. Đây. Chưa kịp xây. Chưa kịp xây. Chưa kịp xây cái tay lái thuyền luôn vậy. À, nó cả cái đấy luôn hả? Thế làm nào quay về? Giờ làm như thế thân anh. Lại xài được nhiều, có nhiều tiền bù lại cái đấy. Đợi tí nha mấy đứa. 25, 30, 35, 40. Em mất tầm 40 vàng của anh rồi, nhiều lắm. Chưa kịp gì đâu ông rồi ông bà. Ai biết được làm nào đang tính là xây thêm đấy. Úi giời, anh va đập kìa. Anh đang tính xây thêm đấy, đến mẹ này. Cái này là nhẹ anh, chọc vô kêu vô nữa nhiều lắm. Thế á, thôi chết rồi, đâm rồi. Cái này nhẹ. Thế gỗ chắc lắm, gỗ chắc lắm. Đồ nhẹ mà. Có tí vàng. Hợp lý. U là chọc. Nó bắt đầu mất rồi ta, nó mất rồi. Gỗ. Làm nào lái thuyền có xe map này nó thay rồi nè, có hồi em chơi là khác, hồi em chơi khác nhiều lắm. Map này là mới rồi, cái này là mới rồi ấy. Hình như map nhái hay sao ấy. Nói sai, có hồi em chơi là đồ tài le luôn, không phải đồ cái này đâu. Thế á. Thế thì Diễm ơi, sao
Ừ, được rồi. Bây giờ phải sang map của Diễm Không xem. không, map này sai rồi, không phải. Không thích. Không đúng rồi, không đúng rồi. Map kia là đá tài lê luôn chứ phải là đồ tài lê vậy Liên đâu. đi 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 Đấy, thế nhờ. Diễm Diễm vào nét cháu Anh vô đi. Ok, để tí thì anh vào map của bạn này. Được, Một Diễm đây rồi. Diễm đây y tế đề xuất F0, F1 có thể đi làm. Ừ, vãi cả F0. Với cả Bên F0, em F1 có gì làm. giờ bên em giờ giới hạn con cái tiệc cưới còn 30 người ngồi là ba bàn thôi đấy. Giờ tâm ra giờ không ai dám cưới luôn. Giờ muốn cưới ở nhà cũng không chứ thật sự. Ông Hoa nghiện kìa. Ngoài Hoa vào nghiện. đây. Hoa nghiện vô lại kìa. Hoa Rồi nghỉ mở mic anh. lên. Rồi mic lên nó sẽ ho. Ờ, đúng Xong rồi. nó sẽ giao. Xong nó sẽ giao cái Ok. con này. Xong mọi người sẽ thấy con này nó hồng, nó hồng le luôn á. Làm nào để ấy spin nào này. Spin này. Anh nào chưa? Rồi anh vào cái app mới rồi. Mới rồi. Cháu chưa vào, vào đi, vào lại đi, vào lại đi, vào một cái của chú này nào. Bây giờ đổi team kiểu gì? Xin đổi team, xin phép đổi team. À đây 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 đây. Chị tên gì anh? Vào đi, Em một lỗ mèo anh đây em rồi. phải hợp hợp sức xây một cái thuyền bự bự vô để cho nó sướng. Ngồi về anh. Chẳng nha, con chẳng nha. Ok. Sang tin chào. Không ai nghĩ gì. Không nghĩ gì, không nghĩ gì. Diễn Chẳng viên, anh, để giờ cho cháu mất muốn cho vào nó. nhé. Vào đi, vào đi. Anh em về Chắc đây. chắc cái con của con nhìn nó gầy quá Tất cả mọi người, cái con của mày, ta vẫn thấy nó tầm. Và mắt cháu đi vậy. đảm bảo. Chú. Hay hay có đúng game đấy hay nào, không vẫn vẫn game vừa rồi Kiểu khác đấy. chắc không Tưởng tượng đi. À kìa. không phải rồi, anh nghĩ vẫn game cũ, anh nhìn vẫn cái 25 gold ở kia kìa, chẳng khác gì nhau à. Diễm Diễm vào mét cháu ít đảm bảo nghề uy tín hơn. Thế á? Hình như vào nhầm game rồi, vào nhầm game rồi. Đúng rồi, vẫn đi game đấy. Nhưng các bạn này anh Chết dở, chết dở, chết dở. Từ từ, anh kết bạn với bạn Diễm, từ từ để vào. Diễm anh. Diễm vào lại đi. Diễm vào lại đi, vào lại đi. Diễm Diễm, không phải nét đó. Mọi người vào lại xem map này nhá. Đây 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 đây. Không tìm thấy Diễm hay là đúng vậy, hay là vẫn vậy vậy. Để tên ở đó mà không biết. Không, anh cũng chưa rõ lắm. Chứ em với anh vô là đâu phải vậy, như là cái nó hiện cái logo bạn bè đâu, nó hiện tên không này. Không phải hả? Ừ, Ui, nhìn 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 thuyền của nó về vải đáy rồi. Ui. Phải diễn tên gì? Ui, Diễm. đẹp thế. Ghê nhỉ. Từ từ, Diễm thì kết bạn Ui, rồi cái tay. mà. Cái gì cái tay tình nghề mọi người. Thuyền mình được ba mảnh. Diễm. Anh dây ông rồi. Từ Ông chú. chạy. Không biết. Từ từ chú chưa vẫn mát đấy mà. Thế á? Thế. Để. Cuối cùng mình vẫn vào lại cái map của ấy mà. Đây gì chú đây đây gì? Anh Hoa đối diện đi Hoa. Thấy không, thấy không? Hoa nghĩ. Mời đi, nhấn mời đi Diễm. Nhấn vào cái Thấy. chữ mời mời bạn đi. Ui, có thuyền người ta kìa. Ôi, Xe ghê thuyền lắm. giống kiểu người ta không ai? Đẹp nè. Được không, được không? Dung cái này đẹp Xe đợi từ từ lắm. nè. Ủa nãy giờ chú thoát ra vô lại đúng một mát luôn.
Thế mới ngu ấy, chú biết đâu. Quay đi quay lại vẫn vào Đâu? đó luôn á. Ok. Rồi đó à? Rồi đấy. Từ từ. Nhấn mời đúng không? Đây. Đấy. Nhấn mời chú xem tin nhắn thấy luôn. Đấy ạ, đấy ạ, bán. Ui, chết rồi. Có thể xây xây rồi vào 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 nào, vào nào, đây map này nhìn nó sang chảnh hơn nào. Mời. Mời Đúng mép rồi, đúng mép rồi. invite này, ghế đít bự của Jin này, Đúng vậy rồi. tí Em này là xây ra chúng nhiều cả lắm rồi. kêu Đúng rồi. Rồi, tao nào. Ủa, ui, Ok. má có vẻ nó nặng đấy, nó lác đấy. Nào, bây giờ xây đúng không? Bây giờ làm nào Nhưng kiếm mà kiếm. mình full rồi đúng không? Còn full rồi sao ấy? Thế Full á? kiếm, full. Vô bị giam Ôi thế rồi. á? Vô từ nhảy Ồ. qua phòng khác rồi. Thế khó nhỉ? Ủa anh, như thế này chơi riêng mà. Như thế này chơi riêng mà phải không? Không. Để có thằng đòi tổ hợp được bấm vô chữ menu á, cái thằng thứ hai là thằng tem này đó, chọn đúng một màu á là anh em vô 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 góc được hết. Đi đi kiếm 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 phòng khác đi, kiếm. Kiếm phòng khác đi, vẫn ở map đấy nhá, Ừ. nhưng mà kiếm phòng khác, kiếm phòng nào một người thôi, à không, ít người ấy, ít người, ý là ít người. Rồi, xong vô hết, xong vô đúng một tem màu trắng á đó. Để cho chúng Thôi vừa cái ma xong rồi thì đang muốn để lại còn để... Ôi em bấm tới cái 500 rồi mà vẫn không đông. Ok. Một nghìn anh. Phòng vô phòng em nhá. Một nghìn còn đâu đúng đâu hai đâu người. đâu 2/7. 5 người chơi không? Bên mình 5 người chơi làm thế nào để tìm được cái phòng như thế? À cái này phải không? sao ấy rồi. Miên phủ, khu phố văn Ok hóa, khu rồi. phố 1 nha. Robby, tiệm Đồ. cầm phá tuổi thơ nè, không có gì để bán. Thôi anh đừng có Gì? vô phòng em đi. Rồi rồi, từ từ. Rồi. Vào đi xong mời. Vào đi xong mời. Không, tự vô. Đồ hả? Về rồi, lười rồi. Ok, Tay chân lắm rồi. ok. Bấm nhầm nữa, mệt lắm. Sao lag lâu vậy nhỉ? Nãy mùi lag rồi đấy. Ủa, vô phòng khác này. Ơi, vô rồi. Rồi chưa, Đấy, rồi chưa, rồi chưa. theo rồi. Ok, rồi theo. Sang nha, tên Blue nha. Hai kia Ok, cũng trắng ok, rồi. ok, Menu, tìm, blue, chèn. Up to down. Do anh ơi. Đây rồi. Rồi, nhấn menu xong nhấn vào team để sang team blue luôn nha. Hoa cũng vậy nhá. Trong hoài qua wow. Hai Đúng qua hoài qua đây rồi, cho lại rồi. mà còn gì cho quên ta Cho dọn đây thôi. Hello. cho nó lau nhà cái thuyền mình cho rồi thôi qua này. Ớt làm này xây. À nhấn 2 này. Nhấn 2 là xây này. Em có mấy cái mảnh này. Anh có 8 mảnh gỗ nhỏ này, một mảnh cái gì gì đấy. Còn ok Em nghĩ mình xây kiểu như là cái thúng á, xây kiểu như vòng tròn á, vòng tròn trước đi. Ủa cái gì vậy? Cái gì đấy? Ôi. Cái gì đấy? Hay thế? Hay vậy? Đứng đi. Ôi. Hoa này. Ôi giời. Ôi giời con vịt màu hồng. À đâu con hạc chứ. Em xây vòng tròn trước nha, Xây trước xong đi, rồi xây trước đi. Xong đến em sẽ anh xây cái xây. viền xung quanh Dễ nha. mây để sau nhá, để sau xây nhá. Mỗi người xây một lượt. Đấy. Ấy á, nó bị chồng với nhau rồi. Hủy. Mỗi người xây một lượt. Nào, có 8 miếng đúng không? Rồi rồi, em hết rồi, em hết rồi, em hết Hết rồi hả? Đúng rồi, để anh xây. rồi. Rồi, anh xây xung quanh đi. Em nghĩ xây 44 là được á. Ồ, 44. Được chưa, được chưa? Đây là 33 rồi. Đúng rồi, đúng rồi, Xây dài 44. thêm đúng không? Hay là nào? 44 ấy. 44 á? Được rồi, đây. 2
ba ngày nghỉ. Nó hổ này từ giờ là biết chồng với nhau. Cái gì qua bên này nhóm số 1 á. Rồi ok đấy. Còn hết mảnh rồi. Bây giờ anh có một mảnh to hai, có cái mảnh mà giống như kiểu là mũi tên này, không biết là như nào. Cái ghế à, có cái ở cái ghế không biết ghế quay đây. Anh cũng có ghế đây. Rồi mấy đứa xây tiếp đi, nào. Đến hoa xây, hoa thì xây đi. Cho hoa xây xuống Diễm xây. Diễm có mấy đồ? Em có này này. Xây lên thành nữa đi. Mấy đứa để ý xây lên thành ấy, xây cao lên đấy, không ngã đấy. Nó đỡ đem mấy cái cục gạch. Đúng rồi đấy. À xây đá ra ngoài này. Hoa sẽ cao lên nhá. Đúng rồi. Quỳnh vào này. Quỳnh sang team blue luôn Quỳnh ơi. Ôi. Mình chơi gỗ nó cho luôn đá bê tông như. Ghê vãi. Thì giàu cái khác. Hết rồi. Đợi tí còn đợi thêm Quỳnh nữa. Sao? Ủa. Lấy mấy cái cục mà trắng ở đâu vậy? Trắng không biết được. Diễm nó mua bằng ấy hay sao? Ơi. Anh biết cái con màu hồng hồng đó là cái gì không? Con màu hồng hồng á? Không, con gì? Con gì? Cái lăng dự trữ của mình á. Nó bé không nó nghe thấy đấy. Lăng dự trữ đấy. Ông nghe thế nào? Thì em cũng có một cái này. Ui, mình lên trước anh chứ còn chắc không lên được đấy. Em xanh, trời ơi, gì xanh xa nhỉ. Nó xì, nó cứ thăng của anh ý. Đấy, thấy chưa, nó cứ thăng, không thể ấy được, không biết được. Hồi Diễm ơi. Mình tay đi, blue. Blue anh chợ cũng ấy blue rồi. Bớp blue. Từ từ, thế bây giờ cái này gắn này thì nó sẽ ở đâu? Hướng của nó sẽ gắn, ở đâu? Gắn ở đuôi anh. Ở đuôi, thế đuôi ở đâu? Đuôi ở đây. Rồi anh sẽ gắn ở đây cả. Ok. Đây là cái gì? Đây là, đây là ghế thuyền trưởng này. Có kiểu xoay được không? Xoay ghế. Em nghĩ là cái ghế đen này là ghế điều khiển ấy. Em nhớ là điều khiển được mà. Ok. Rồi. Hết đồ rồi. Em hết sạch đồ. Em còn ghế, em xây ghế cho. Quỳnh ơi. Quỳnh lên nốt nhanh lên, ta xây nhanh. Đành ghế lái tay. Rồi em hết Quỳnh, rồi. Quỳnh nó thoát rồi, nó lăn lại thoát rồi. Em bị kẹt rồi. Go. Ê, có sao ra? Ui, có cái gì Diễm? Ui, có cả súng mà. Cái gì vậy? Ê, rồi sao ra? Kẹt rồi. Không biết mẹ. Xoáy ghế đi. Chú gì trời, chết cha. Kẹt rồi. Ê, hay giờ mình thoát ra vô lại nó có thêm đồ không ta? Từ từ mua được dương này. Mua được dương. Nhấn vào cái menu ấy, xong có cái dương có 5 vàng thôi, mua luôn. Mua bay đi. Có cái gì mua 2 cái, đúng rồi, hợp lý đấy. Đấy, thảo nào mà Diễm nó nhiều đồ thế. Rồi ok, hết tiền rồi. Đồ rồi. Thì có cục sắt. Để mình sẽ đặt vào đây. Ê, ai đặt hai cái vô duyên này thì đặt lại đi. Cái gì vậy? Hai cái quả đấy. Vô duyên vậy trường. Em có một cái. Gắn vô luôn không? Gắn nào. Có một cái bàn này.
Còn cái được của ai không biết đâu nha. Này em cũng có cái bàn này. Rồi anh hết rồi, anh hết đồ rồi, hết trật rồi. Em muốn cái bàn rồi. Ê ai gắn nốt đi cái này, cái của nợ này. Không biết em hết rồi. Hello. Đây. Ra xe nhanh, ra xe nhanh. Ừ, lại thoát rồi, nó lại lag lại thoát rồi. Ở đây không? Không nhanh lên còn chat cái gì nữa, mày ra mày với vẫn không phải hơn mà là con quỳnh. Vô menu này, vô tem này, vô chọn tem màu xanh này. Rõ chọn rồi. Cả Hưng nữa, cả Hưng cũng vào game này. Đó. Đấy là kêu Hưng qua nãy giờ này. Chờ đéo vô được anh ơi. Ơ thế ai có cái của nợ này đấy? Ai có cái cánh quạt nó rời này? Em đi cũng hoài nghiện đấy. Thật đấy cái loại hoài nghiện. Ơ? À, sao lại điều khiển được một cái còn cái kia không quạt nhỉ? Ừ, cái này là cái của anh. Còn cái kia anh không biết. Không, cái bên phải là của em. Lát gì hả? Thì cái ghế giữa cũng của em. À rồi, điều khiển rồi. Em điều khiển bên phải. Vậy cho bên phải đi. Vậy là một nhóm có 5 người thôi, không được hơn rồi. Đi anh ơi, chuyến tàu. Tóc hành, bắt đầu. Ủa. Có like hả? Để lên xem. Anh gửi ghế của mình nha. Diễm, không được hai người điều khiển đâu. Lắc trái lắc phải thôi. À thế à, không được hai người điều khiển đâu. Chỉ một người, ngồi ghế, bình thường. Nào, tất cả mọi người lên hành. Khách à, để lao chuyện này. Lái đi. Ờ, đùa. Được chưa? Lái ở đâu? Bấm chữ lót này, cái chữ cái thuyền bên trái này. Ờ, đây. Z nha. Lên. Thế nào? Tèo. Ồ, sao con Quỳnh nó lại chết đằng dưới này? Okay. À, đây. Nó lắc. Tèo. Thì mình chắc nhờ, nhìn chắc nhờ. Ờ. À, đúng rồi. Mấy mày mới hay. Tèo. Bắn đi. Ờ, bắn ai điều khiển à? Bắn kiểu gì? Né nha, nhớ né nha, nhớ né mấy này cho đỡ hay đỡ va chạm. Ui, ôi. Ngầu vãi thề ngầu. Ui, nãy giờ im im không biết. Tưởng hàng mẫu. Em cũng tưởng hàng mẫu anh. Ngầu. Thật sự anh thực ra anh chưa biết lái chứ. Cái. Ui. Đó, đông đông vậy đúng rồi nè. Ơ, còn dây lại nữa. Gì, có là lùi mà. Ok. 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 Qua nó hai đã. Ok. Thôi, đi rồi. từ, anh đang chưa thuộc. Thôi. Ờ. Trái bên trái vắng thì bên trái vắng gì đúng không? Bên trái đường đường. Ôi. Rồi. Ok. Sợ. Rồi. Thuyền này chắc. Thuyền này chắc đấy. Ui, nghe nhẹ nhàng thế. Ui. Ơ. Thôi cản. Từ từ. Ê, cá luôn kìa. Dì lại, dì. Ui, đến. Đến. Ấy xì. Tuổi. Chạy như con cu. Chạy ngay vào cất. Ơ, từ. Cay. Rồi. Rồi, đi mẹ luôn cả hai cái ấy rồi. Đi hai cái chóng chóng rồi. Bắn trước mặt thì có chịu đấy. Đi tất rồi, không lái được nữa rồi. Không lái được thổi, nữa. Thổi. Bây giờ là theo có số phận rồi. Đứa nào lái đi, để nó mình lái á. Thôi chết rồi, không lái nổi. Ui, cái gì? Ui. Châu, mình châu ghê. Bây giờ còn lái gì nữa? Tí nữa. Thì con tim hay là nghe lên nghe theo con tim. Ui, rớt nữa. À, rớt sao? Chưa, anh chưa rớt. Anh chỉ mất ghế thôi. Con hoa kìa. Đừng. Rồi, ok, quên hẹn lại. Ghê nô gì chứ. Ủa, em đi rớt vậy? Cái lần gì vậy?
hoa rớt á, hoa rớt á. Không biết đi đến đâu, không biết đi đến đâu. Ngồi lì anh ơi, ngồi lì lì, ngồi lì. Tính ra ghế này trụ ngon hơn ghế chưa kia. Ui em ngồi nãy giờ. Ui anh sao còn nửa cái máu kìa. Có hả? Có, nãy anh còn nửa cây kìa. Rồi rồi rồi. Gặp ngáp rồi đó, thở oxy rồi đó. Anh em con. Rồi qua được map còn chính xác là 1, 2, 3, 4 map nữa cơ. Đi được nữa rồi, hơn nữa rồi đó. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Ui quả này chết luôn thì quả này chết luôn. Ui sống thân nữa chứ phải. Ui 5-6 vàng anh mở hông. Mở hông clip thêm clip đấy. Mở hông đập 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 đập. Ui được 5 cái quá hay quá, hay quá tuyệt vời. 6 hông nó thử cho 6 hông luôn rồi. Ui lag thật đấy, lag. Mua luôn hộp re đấy. Mở loan. Ôi, hai cột dài, hai cột to này. Hai cột đá này. Một cái công tắc, ok. Cờ này. Nước cửa này, ui ghê. Ui em có cái vô lăng công tắc này. Ui em có cục thép. Uầy dầu đâu dầu quá ta. Ui nó thưởng em mấy cái hòm đâu rồi, lấy nước khay nó thưởng em mấy hòm quá trời luôn rồi. Đến là để anh xí trước nha. 1, 2, 3, 5, 6, 9 này. Ừ, hết rồi. Đấy đi. Sao xây dính nhau anh? Đấy, tiếp đi. Xây cách nhau thế? Ok, xây cách nhau vậy? Ừ, sao lại cách nhau? Ủa? Kì, à, hoa, mình xây. Ê, nhìn mày hại kìa. Hoa, sao mày xây đấy là nào? Xây tiếp ở chỗ chú đi. Đủ ai cho xây bên đó? Chú bảo chú xây trước xong mày xây sau rồi còn. Ủa đâu nghe. Ê giờ xác kêu gì? Nhấn chữ X gì đi. Nhấn số cái X gì okay. Rồi xong nhấn vào cái ô vuông là được. Thấy rồi. Sao? Thấy không? Ê đặt cái đó ở giữa nó thấy hơi kỳ. Không đặt cái vuông lại xóa. À này nó thử em mấy cái hòm này là cái gì đây? Ờ anh cũng đang kỳ lạ. À anh đặt ra xong nhấp vô, đặt ra hết đi xong nhấp vô. Thế xong đây có cái gì? Không biết được cái gì không? Mở ra xong đóng lại. Nó mở đóng lại. Mẹ kiếp. Chán chưa? Nè nguyên dạng này. Rồi. Hết chưa? Được. Thì mở ra này. Rồi xong đóng lại. Đặt cái đó xây tường lên được chưa? Đặt xây tường ấy nhá. Hay là em đặt cái này bàn mới chất. Hay là em đặt cái này xung quanh nhờ. Đặt cái này xung quanh cho nó trao nhờ. Không, bây giờ xây tường lên đã xong đặt cái đấy lên cho nó xịn xò. Cái tường đúng không? Để chút nha, để có cái này đi. Đủ. Anh cũng có cái cục đấy. Không biết là nó trâu hay thế nào. Phổ xe thường thì mình có gì mình nhét đi. Thật đấy. Cái gì dùng thì nhét vô. Không. Nghĩ là nên xây bay mấy cái thành mà kiểu nhiều lớp á. Ê xóa cái bàn gì? Bàn của ai vậy? Bàn gì dây vô duyên vậy? Bàn ai thế? Nhiều lớp cao hay là nhiều lớp ở thấp? Ý là nhiều lớp ngang cho nó dày á. À dày hả? Dày gì? Nó dày gì?
hết rồi. Rồi ai bỏ cái bàn đi kìa. Ủa là xây thêm một lớp ở mặt tiền vậy cho nó cái xây... bàn để chị chứ dở. Bỏ ra cái đây gì, tức là xây thêm một cái cho nó dày gì, nhưng mà hết mẹ rồi. Em có gì quan cái đó có à, cái khối chứ sẽ xây dương à, có cái cửa này nhưng mà xoay kiểu gì nhỉ, không biết xoay kiểu gì, xoay cái này kiểu gì. Ờ anh cũng ra được cái công tắc đấy, đấy. Có gì quan hết trước luôn, đỡ cho mỗi đêm. Để gì không được. Sao đặt xong được block á? Vẫn còn block á Diễm. Rồi, chơi ghê vậy. Đỉnh. Mình sẽ đặt cái dương ở trên ở đấy. Ờ anh đang định đấy. Trước đây đỡ nhiều đèn đó thấy. Ủa cái đường này đạt được gì không? Không thế rồi à, chắc là tạo tăng đam có cánh hả, cánh cá có cánh hả, đường tăng đam ấy rồi mượn. Ê cái đường này làm thành cũng được. Ở đây đang xây làm thành đây. À nhưng nó rớt ra sao á, em nhớ mắn là nó rớt. Nó rớt được cái gì đâu. Nó rớt ra ấy. Em nhớ là vậy. Để coi chặt có rớt không. Để xem rớt không. Cái này bảo một chiều trời. Rồi rồi cái em hết rồi. Rồi vẫn còn đi ghế. Đi khoan. Hết rồi mình chơi cái bàn. Em hết rồi nha, hết sạch rồi đấy. Ờ sao không gắn cái cánh quạt ở vào giữa đi. Gắn cánh quạt vào giữa ấy. Hai cái là mới. Rồi hai cái có điều khiển được đâu. Xong rồi lần này có mèo điều khiển luôn nhá. Okay. Đặt cái gì thì ai đặt thì điều khiển luôn đi nữa. Được chưa? Lên nào. Để lao này. Cái ghế hả? Rồi đủ ghế rồi đấy. Nào. Khoan. Từ từ. À có bạn sẽ điều khiển pháo. Diễm sẽ điều khiển pháo. Ok. Chất chưa. Cái cây này chất chưa. Ui. Cái gì vậy. Quần quay gì vậy. Ui giật cả mình. Em nhăn lên trên giường luôn. Vãi. Em điều khiển pháo vậy, em bắn pháo vậy. Rồi tay lên lụa. Đấy. Ok nào, ok. Lao nhá. Lao lên này xong cho xong nghỉ này. Ok, cho em cái ghế cần này với, cho em một cái ghế ở tay nữa. Hả? Còn mà, còn ghế mà, ba ghế mà. Không, ý là ghế ở đây ngồi làm gì. Để đi, để. Anh hết mẹ ghế rồi, anh chỉ còn anh đây, đây. Được chưa? Thế nào? Chưa. Vậy thì đây. Hết chưa? Có ghế chưa? Ghế kìa. Đây nè. Đặt khẩu pháo chỗ khác được không? Nhìn khẩu pháo nhìn dễ rớt quá. Em đặt cái cửa chỗ đó nhìn kỳ quá. Làm thành chứa làm thành chứ chú biết gì đâu. Đừng nói cái cửa, hãy nói về cái trụ kìa kìa. Trụ chai nó vô lý lắm luôn. Nó vô lý một cách vô lý. Đừng nói về cái cửa chui vô lý bằng. Được để xây chỗ khác vậy. Không vô được là sao. Mẹ chú ơi cặp đùi chú to quá. Ok xong. Ơ cái này có leo được không nhỉ. Leo được lên nhỉ. Chú sao? Mình sẽ leo lên để leo. Chỗ này có bám lên. Đồ phòng 5. Cái nhóm 5 người. Cái đùi chú to gấp đôi đùi con luôn. Ủa đây chưa? Chưa. Được lại. Chưa? Ghế chưa? Từ từ mọi người. Từ từ. Ê mọi người, xây xây
xây một cái gì đấy để leo lên coi. Cái gì nữa? Đúng rồi, đúng chưa? Đúng không? Xây để leo lên coi. Xây để leo lên, tham lam. Ui, cái đó dễ đó không mấy. Không, không lên được. Khó, khó lên quá. Ngựa. Con nhớ con. Ơ lên được kìa. Ơ nhảy lên đầu à? Nhảy lên đầu à? Không thích nhảy. Vai kìa. Mận vai. Đây chú né ra. Chú né ra từ từ. Đây mày lên đi. Chú nhảy xuống. Nhảy xuống luôn. Ui em làm cái ghế cho anh được. Ờ làm cái ghế cho anh. Ê. Rồi em lên cho anh cũng luôn. Ghế cối. Ngồi. Rồi em ngồi này luôn. Ok. Bạn là gì? Tức cũng không biết bạn là gì. Xóa cái ghế bên cạnh đi kìa. Ghế bên cạnh của ai? Không phải của em, không phải của em. Ok, anh sao? Thôi được rồi, đây rồi, đây rồi. Hai đứa trên đấy đi. Anh ra đi, em xây thêm cái này đi. Xây cái gì? Đó, nhảy lên. Anh chạy ra hẳn đi, chạy ra hẳn cái. Ờ đây. Rồi. Đây anh ơi. Ơ kìa. Mình kém nhất cái parkour luôn ấy. Đây đợi tí, đợi tí. Đây được không, đây được không. Ơ kìa. Lên đi. Thề lên. Này vô nãy giờ mà không. Ok. Ngồi mẹ luôn rồi, ghế bỏ hoa rồi. Ghế bỏ hoa. Được rồi nè. À rồi, đây rồi, ok. Ok, lau nhá. Cái phòng nãy giờ thế. Bắt đầu nào. Ba lắm. Ui. Rồi mẹ đúng. Đừng bỏ. Từ, diễm. Đừng bỏ mày hiểu không. Em may lắm luôn, anh nhảy xuống trúng cái ghế cái này. Làm này lấy làm đéo thì không biết. Thôi mẹ xuống. Thề. Ôi, Diễm lại điều luyện thế nhỉ. Ai à? Ai? Anh ơi, anh vẫn nhìn em nè. Nào. Khổ. Ngáo lâu là gì. Nhìn cho mày theo mấy cái dương luôn. Đứng trên những cái rừng, mấy cái rừng trước ở đây. Ngon. Khổ quá. Ngon ghê. Dẫn đường cho mình mấy cái rừng ơi. Đi càng xa càng tốt mấy bạn ơi. Cố lên rừng ơi. Cố lên rừng. Ơ làm nào được điều khiển cái súng rồi. À đây rồi. Mọi người qua phòng 2 rồi. Đỉnh vậy. Cố lên nào. Mọi người qua phòng 4 rồi, đỉnh vậy. Thôi bắn hết ấy rồi. Em còn đúng 3 cái rương rồi, trước mặt rồi. Lần hết chưa? Còn đúng 2 cái, còn có 1 cái à. Cố lên nào ơi. Anh bị, ôi, bắn này hết ấy rồi. Bắn hết cả súng rồi, đạn của súng rồi. Em mất một cái tay rồi. Mất một cái tay. Cái gì nó sắp nát rồi, rồi xong, chết rồi. Rồi, chết rồi. Con tan rồi, con rơi rồi. Ôi thế anh, rơi đúng chỗ thế. Nó rơi đúng ở chỗ Hòa. Tiếc ghê. 48 48 à. Về. Rồi, tắt live stream đây. Đừng ngủ nữa rồi. Tao chuẩn bị ngủ nhá. Tắt đi. Xây tiếp. Ôi, mất mẹ đầu rồi. Ôi chú mình Diễm coi như là hai thằng mất tóc rồi. Mệt. Diễm là không còn ngồi trên ghế nữa rồi mà còn nằm trên ghế. Trời lính lên bom là bóp á hả?
có cái ghế của con Hoa lại ngồi lên luôn. Có ghế của con Hoa ấy, lại ngồi lên tiếp. Trời ơi. Ủa, mất nhiều quá, mất nhiều quá, mất nhiều quá. Không đi được cái màn cuối đâu. Cụt mẹ một tay rồi, cụt một tay rồi. Bánh đi. Xem đi đến đâu rồi, xem đi đến đâu. Ui, mở hộp được quá trời khối luôn. Vẫn còn luôn nè. Trời ơi. Rồi mở ra cái que lúc nãy. Diễm Diễm, cười hết thôi. Cười chết rồi. Cười cũng dài. Ui, cái gì ấy? Anh tự nhiên anh đứng lên cái ghế của con Hoa ơ buồn cười đấy. Bây giờ mình xây cao lên cũng được ấy. Cái gì có cả sóng thần. Thì kem nó rớt giống nãy á. Nãy chưa gì thì rớt rồi đó. Thôi thôi. Đừng. Đừng. Em nghĩ xây em nghĩ là cố xây cho nó dài dài một chút nhưng mà nhìn nó. Em sẽ nhìn nó lạng quá từ từ. Thôi. Đừng xem cái rương nó rớt ấy. Chào cái rương không người. Có tác dụng. Chào mọi người, mình xin phép được tắt livestream tại đây nhá. Này Diễm Diễm ơi, Diễm ơi, nếu còn chơi thì vào trong Discord đấy, ngồi nói chuyện cũng được chứ. Ở bên này em khó. Em tổng hợp cho bạn. Ui, Facebook tổng hợp thì cho mình cũng đi. Ờ, có mà, thi thoảng vẫn từng tổng hợp cho mình, nhưng mà những cái đoạn của nó ngắn lắm. Diễm ơi, bây giờ con tải Discord không? Hay là có thiết bị khác không? Discord là gì? Discord là gì ấy? Đấy là một phần mềm. Discord là Discord. là đấy là phần mềm kiểu nó vào đến nói chuyện như chú với các bạn đang nói chuyện đây này. Đấy. Là chính nó. Ủa. Đây để chú nhá, để chú đưa link cho con nhá. Dùng điện thoại nhưng mà con nếu mà Discord. Đây. Để chú copy cái tên cho con. Diễm Diễm, chú hướng dẫn đi. Đây nhá, đây nhá. Đấy, chú con tìm phần mềm tên là Discord này ở bên CS Play hoặc App Store nhá. Xong rồi, xong con tải về lập nick. Xong rồi chú sẽ đưa cho con ở bên Messenger nhá. Liên lạc qua Messenger. Diễm Diễm này đúng không? Đấy, liên lạc qua đấy, xong rồi chú hướng dẫn thêm đâu. Ok chưa? Con dùng điện thoại gì nhỉ? Dr. Dong, Discord. Tôi sẽ dài mà nhìn nó bụi bụi đây. Rồi, hết khối. Làm gì làm đi. iPad hả? iPad thì lên App Store nhé. iPad phải lên CH Play. Mày nhất đấy hả? Ủa sao sai vậy? À đúng rồi. Thế nhá, chú, mình xin phép tắt lại chuyện ở đây. Có gì liên lạc qua Messenger nhá Diễm. Chào mừng các bạn, cảm ơn các bạn nhá. Y còn một khối.